Vâng, xin chào các bạn, xin chào. Các bạn đã vào được chưa ạ? Các bạn xem có rõ không ạ? Xin chào. 1, 2, 3, 4, alo. Một hai ba bốn alo, xin chào, có ai đây không ạ? Xin chào mọi người, có thể để lại bình luận này, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau một chút trước khi chúng ta sẽ bắt đầu, được không ạ? Alo, 1 2 3 4 alo. Ồ, xin chào. Mọi người tối nay thứ bảy mọi người có đi chơi đâu không? Mọi người có thể để lại bình luận nhé. Xin chào, lời chào từ tìmviec.com.vn. Chúng ta sẽ có một cái thời gian live stream ngắn ngắn, chia sẻ với nhau về cái kinh nghiệm làm sao mà vượt qua được cái đại dịch Covid này. Làm sao để vượt qua được đại dịch Covid này, được không ạ? Mọi người có gặp khó khăn gì về trong cái vấn đề mà chúng ta đang làm việc không ạ? Mọi người có bị khó khăn trong cái việc mà chúng ta đi tìm việc không ạ? Vâng. Mọi người có gặp khó khăn gì không ạ? Xin chào. 1 2 3 4 alo. Mọi người để lại cái trò chuyện nhé, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện để chúng ta biết được. Xin chào. Alo, alo, 1 2 3 4 alo. Mọi người có những nghe thấy rõ không ạ? Mọi người nghe thấy rõ không ạ? Hôm nay thì tôi sẽ đồng hành cùng với tìmviec.com.vn chia sẻ với các bạn một số những cái kinh nghiệm để các bạn có thể là tìm được cái công việc tốt nhất cho mình, hoặc là mình có được cái niềm vui trong công việc, hoặc là mình gặp khó khăn gì về cái việc mà chúng ta tìm việc trực tuyến thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Vâng, để biết được là các bạn có đang theo dõi tốt hay không thì tôi rất là muốn là các bạn hãy để lại bình luận. Chúng ta có thể chào, chúng ta có thể để lại những câu hỏi. Chúng ta để lại những câu hỏi để tôi có thể chia sẻ với các bạn được nhiều hơn. Thế thì để bắt đầu thì tôi sẽ xin được giới thiệu, tên tôi là Phan Anh, Nguyễn Phan Anh, giảng viên đại học, một chuyên gia về kinh doanh và marketing. Hôm nay thì tôi đại diện cho tìmviec.com.vn chia sẻ với các bạn một số những cái bài học, một số những kinh nghiệm để các bạn có thể là chuẩn bị tìm việc tốt hơn, và các bạn cũng như là vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn Covid như thế này. Thì theo thống kê của Tổng cục Thống kê cũng như là Bộ Lao động Việt Nam thì chúng ta mất khoảng đâu đó là 30 đến 40% cái số người mà tham gia lao động là đang rất là khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Lý do là Covid nó đã ảnh hưởng đến cái việc mà các cái đơn hàng của xuất khẩu của chúng ta cũng đều bị sụt giảm nghiêm trọng. Ví dụ như là các công ty may, hoặc là các công ty xuất khẩu, hoặc là những cái sản phẩm mà xuất ra thị trường. Nói chung là nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi bởi Covid, đúng không ạ? Và hầu như là chúng ta đều có thể là bị thất nghiệp này, hoặc là bị giảm thu nhập này, hoặc là giảm doanh số này, vân vân. Đấy, thì đấy là cái thực trạng mà chúng ta thấy rằng là đấy là những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, đúng không ạ? Chúng ta đang gặp phải trong cái quá trình mà chúng ta tham gia vào cái mùa Covid như thế này. Thế thì ở đây các bạn có đang gặp vấn đề đấy không ạ? Có bao nhiêu người đang gặp vấn đề đấy về việc là không tìm được việc làm này, hay là thu nhập bị suy giảm này? Các bạn cho tôi biết ạ. Bao nhiêu người ạ? Các bạn cho tôi biết đi để tôi sẽ tham gia cùng với các bạn, chúng ta trò chuyện với nhau một chút đi. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau được không ạ? Vâng, tên tôi là Phan Anh, hiện nay tôi đang đại diện cho tìm việc để hỗ trợ cho các bạn có thể tìm được việc làm tốt hơn.
Và tôi sẽ vào fanpage, để tôi xem là mọi người đang bình luận cái gì để chúng ta có thể trò chuyện với nhau, được không ạ? Vâng, đây tôi thấy đây rồi. Vâng. Xin chào bạn Thảo, xin chào. Vâng. Xin chào bạn Thảo. À, tôi có cái điện thoại ở đây nữa rồi, thì chúng ta sẽ trò chuyện với nhau rất là nhiều. Và cái đằng sau cái màn hình này thì lại là một cái trang web của tìm việc. Vâng, mục đích của tôi ở đây là sẽ giúp cho các bạn là tìm được việc làm và các bạn có thu nhập tốt và các bạn có thể phát triển được cái sự nghiệp của mình. À, đặc biệt là trong cái bối cảnh Covid hiện nay. Thì tôi hy vọng là chúng ta có cái tương tác tốt nhất có thể. Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Các bạn có thể để lại tương tác trên bình luận, tôi có thể nhìn được, Vâng, đây có, xin chào bạn Thảo này, xin chào bạn Thuật này, vâng, xin chào Thanh Hà này. Covid có ảnh hưởng đến thu nhập của bạn không ạ? Covid có khiến bạn bị mất việc làm hay là các bạn bị giảm cái cơ hội việc làm hay là các bạn không có đơn hàng hay là cái doanh số của các bạn có bị giảm không ạ? Alo ạ, 1234 các bạn cho tôi biết ạ. Xin chào. Rồi, thế thì tôi sẽ bắt đầu luôn cái buổi nói chuyện ngày hôm nay theo cái câu chuyện mà tôi đang ngồi đây, đúng không ạ? Vâng. Ok. Có cần một chút âm nhạc để khuấy động hơn không ạ? Có cần một chút âm nhạc để chúng ta khuấy động hơn ạ? À, trang web tìm việc .com.vn là một cái trang web thuộc một cái công ty công nghệ của Việt Nam. Và công ty công nghệ này thì tôi cũng sẽ tiết lộ với các bạn là sở hữu rất nhiều các cái trang fanpage và các trang mà có cái số lượng người truy cập rất là lớn, đúng không ạ? À, các bạn có thể đang xem trên trang blog tâm sự. Thì đây là cái công ty mà có sở hữu rất rất nhiều các cái trang mạng xã hội cũng như là các trang web có lượt truy cập rất lớn, đã tung ra một cái giải pháp đấy là tìm việc.com.vn và để giúp các bạn có thể có các cái cơ hội tìm kiếm việc làm. Vâng, các bạn có những cái cơ hội tìm kiếm việc làm ở đây. À, nếu mà các bạn đang cần tìm kiếm việc làm thì tôi nghĩ rằng là các bạn có thể lên trang tìm việc.com.vn để tạo một cái tài khoản và sau đó thì các bạn cũng có thể là tìm những cái order hoặc là tìm những cái cơ hội mà các cái doanh nghiệp người ta lên đây người ta tìm. Thì hầu hết các cái trang web tuyển dụng hoặc là trang web việc làm hiện nay thì đều là cái chuyện là người ta không có thu cái phí của chúng ta đâu, đúng không ạ? Người ta chỉ thu cái phí nho nhỏ vài triệu một tháng của doanh nghiệp thôi. Ví dụ như bản thân tôi cũng phải trả phí cho các cái trang tìm việc nói chung để tôi tìm được các ứng viên cho tập đoàn cũng như là cho công ty của tôi. Thì cái trang web này thì nó sử dụng cái công nghệ rất là mới và cái giao diện nó rất là đơn giản và thân thiện. Các bạn có thể lên đây các bạn tạo tài khoản, các bạn cập nhật hồ sơ của mình và các bạn tìm kiếm những cơ hội. Tuy nhiên thì hôm nay thì tôi sẽ nói với các bạn là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn trong cái mùa dịch. Đấy, đầu tiên thì tôi sẽ muốn nói về tổng quan về thị trường việc làm trong cái mùa dịch Covid hiện nay. Thì theo thống kê không chính thức và không đầy đủ thì hiện nay thì tất cả các cái doanh nghiệp xuất khẩu đều gặp khó khăn và đặc biệt là các cái doanh nghiệp liên quan đến du lịch, các cái doanh nghiệp liên quan đến dệt may, các cái doanh nghiệp có liên quan đến hàng gia công xuất khẩu nói chung thì gần như đều không có đơn hàng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là các cái doanh nghiệp mà nội địa mà có làm ăn với thị trường quốc tế hoặc là
nhập hàng từ nước ngoài thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và ước tính là khoảng 30% số người lao động có bị ảnh hưởng về thu nhập cũng như là mất việc làm, đặc biệt là những cái người lao động mà đang trong cái quá trình mà sản xuất của các cái công ty gia công. Đó. Thế thì chúng tôi, bản thân chúng tôi thì cũng gặp phải những cái vấn đề như vậy. Ví dụ như là thị trường marketing online hay là thị trường về việc làm thì tôi cảm thấy là cũng đang rất là khó khăn. Thế nhưng mà mọi người thường nói đùa là thống kê có khoảng độ 30% số lao động bị thất nghiệp. Thế nhưng mà khi khi tuyển dụng thì rất là khó tuyển dụng, không biết là tại sao, đúng không? Và khi tuyển dụng thì mới thấy là gần như tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam là bằng không. Vì sao nói vui như vậy? Tức là rất là khó tuyển dụng, rất là khó tuyển dụng bởi vì nhà tuyển dụng thì không tìm thấy người lao động và người lao động thì cũng không tìm thấy nhà tuyển dụng một cách phù hợp. Đấy. Thì các bạn đang nhìn thấy là thị trường Việt Nam trong mùa dịch vừa có một cái số thống kê như là có 34.900 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường. Đó. Và trong đó thì có khoảng 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực với dịch Covid, đúng không ạ? Và chúng ta đang ở trong làn sóng thứ hai của dịch Covid. Và thì hiện nay thì chúng ta đang có khoảng 29 triệu lao động đang có việc làm và khoảng 900.000 người lao động thì đang thất nghiệp và 1,2 triệu người thì nằm ngoài cái lực lượng lao động và cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Đấy. Các cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng nặng nhất đấy là các cái doanh nghiệp siêu nhỏ. Ở Việt Nam thì các doanh nghiệp siêu nhỏ tức là những cái doanh nghiệp mà tôi làm giám đốc, tôi làm bảo vệ, tôi làm công nhân, tôi làm bốc vác, tôi đóng hàng luôn. Tôi làm tất cả các vị trí từ A tới Z, đúng không? Thứ hai nữa là các cái doanh nghiệp nhỏ thì có khoảng độ dưới 20 lao động, bao gồm cả ông sếp. Đấy, thì 90% các doanh nghiệp này bị ảnh hưởng. Và các cái doanh nghiệp vừa thì 91% bị ảnh hưởng và các doanh nghiệp lớn thì 92% bị ảnh hưởng. Đó. Thì thực tế là tức là hầu như tất cả các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp nước ngoài hoặc là doanh nghiệp FDI tức là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng bị ảnh hưởng như là Samsung hay là Sony hay là Panasonic, những cái công ty họ đầu tư tại Việt Nam đều bị ảnh hưởng các bạn ạ. Đó. Về ngành nghề thì các bạn thấy đấy, thì cái thực trạng như vậy nó rất là khó khăn. Đó. Thì trong quý 1 vừa qua ấy, thì doanh nghiệp thường là may mắn thì duy trì được doanh số, còn không thì là giảm doanh số hoặc là giảm nhân sự. 56% doanh nghiệp được hỏi thì đã giảm nhân sự. Đấy, hoặc là người lao động thì tự động giảm lương, đúng không ạ? Và 30% cái số doanh nghiệp này thì đã cắt giảm nhân sự, cắt giảm ít hoặc cắt giảm nhiều, đúng không ạ? Thực tế thì doanh nghiệp mà tôi đang làm việc thì bộ phận kinh doanh thì tôi đang mở rộng tuyển dụng thêm, nhưng mà bộ phận sản xuất thì cũng có cắt giảm. Cắt giảm đây là theo cái cách là để cho nó tinh chỉnh, tinh chế và hiệu quả hơn. Bởi vì trong Covid thì mọi người thường là tìm cách để mà mọi người sẽ làm sao mà để tối ưu hóa cái sản xuất, tối ưu hóa cái quá trình kinh doanh và làm giảm cái chi phí xuống, đúng không ạ? Tôi hy vọng là những cái buổi nói chuyện này thì các bạn nên có những cái câu hỏi, các bạn nên quan tâm đến sự nghiệp, nên quan tâm đến cái việc là sau Covid các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ đầu tư cái gì, các bạn sẽ kiếm tiền bằng cách nào. Thì tôi biết là các bạn trẻ thì bây giờ nhiều khi cũng thích nghe, thích thích xem những cái MV của TikTok hoặc là thích nghe những cái câu chuyện hay những cái video hài. Thế nhưng mà thực tế thì việc làm mình có bị ảnh hưởng hay không, đúng không ạ? Hoặc là mình có cái mong muốn như thế nào? Thì tôi rất là muốn là cái buổi nói chuyện, cái buổi trao đổi, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ năng mềm, những cái kỹ năng mềm để các bạn mong muốn thu nhập lương 1.000 đô, 2.000 đô hay là 3.000 đô, thậm chí 5.000 đô. Các bạn có muốn cái mức lương đó không ạ? Alo ạ, các bạn có muốn cái mức lương mà ở đây bao nhiêu người muốn cái mức lương 5.000 đô, các bạn cho tôi biết ạ. Vâng, chào anh Đinh Hạo, bao nhiêu người đang muốn mức lương 5.000 đô ạ? Vâng, anh Hiệp có đặt câu hỏi là theo chuyên gia thì mùa dịch thì công việc nào là hot nhất trên tìm việc có hay không?
Thực ra thì bây giờ cái công việc hot nhất trong mùa dịch ấy là những cái công việc mà về marketing online. Càng khó khăn như vậy thì người ta càng tìm những cái công việc về marketing, người ta gọi là work from home, tức là những cái công việc mà làm việc từ xa. Thực tế các bạn biết rằng là người ta thường nói là nhân sự chính là gọi là linh hồn của doanh nghiệp hay là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Nhưng mà điều rất buồn cười đấy là khi mà doanh nghiệp gặp khó khăn thì doanh nghiệp sẽ cắt giảm nhân sự đầu tiên, doanh nghiệp sẽ vứt cái tài sản lớn nhất của mình đầu tiên. Rất nhiều doanh nghiệp người ta lựa chọn cắt giảm chi phí bằng cách là cắt giảm lao động. Thực sự là tôi rất lấy làm tiếc, vì nếu mà các bạn không phải là những người lao động tạo ra giá trị thặng dư lớn thì các bạn sẽ rất là khó để các bạn có thể giữ được cái công việc đó. Công việc thứ nhất là tôi nói là các cái công việc về marketing online thì các bạn có thể vào đây. Đấy, các bạn có thể vào đây có. Thứ hai nữa là cái nhóm công việc là về kinh doanh, bởi vì kinh doanh càng khó khăn, doanh số càng cắm đầu càng đi xuống thì người ta sẽ muốn tìm thêm các cái nhân tố kinh doanh mới. Các bạn nên tìm những cái nhân nhân tố kinh doanh mới. À, tôi sẽ tuyển sale rất nhiều. Hiện nay thì tôi cũng đang tuyển sale nhá. Thì qua đây nếu mà các bạn mà cần học về sale bán hàng hoặc là về sale kinh doanh hoặc là sale marketing online đó thì các bạn có thể thông qua trang tìmviệc.com.vn thì chúng tôi sẽ có những cái buổi chia sẻ, buổi đào tạo, buổi hướng dẫn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Chỉ cần các bạn là like, share và các bạn đặt câu hỏi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Đấy. Kinh doanh nhá. Kinh doanh thì nó rất là khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt ở chỗ là đôi khi lương thưởng nó bấp bênh, bởi vì doanh số tốt thì sẽ lương cao, doanh số thấp thì sẽ lương thấp, thì cái doanh số đấy nó rất là bấp bênh. Nhưng mà đấy là cuộc chiến của những người mạnh mẽ, những người mà có tài năng. Thì khi người ta cắt những cái người dư thừa, cắt những cái bộ phận kém hiệu quả, người ta không bao giờ cắt đến mình. Nếu như các bạn đang gặp phải tình trạng là các bạn mà bị cắt vào mình ấy, thì chứng tỏ là các bạn là những người lao động mà đang chưa tạo ra cái giá trị tốt cho doanh nghiệp đâu. Đấy, đấy là tôi cũng chia sẻ rất thẳng thắn. Vâng. Anh ơi, tư vấn cách tạo CV để gây ấn tượng. Mùa dịch tìm việc khó khăn quá. Vâng, bạn Trần Mơ có đặt câu hỏi. Thực ra thì tôi không biết là các bạn gặp khó khăn như thế nào, nhưng mà tôi nói thật là rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang tuyển dụng. À, ví dụ như doanh nghiệp của tôi đang tuyển dụng không ngừng luôn. Đó. Thế thì cái việc mà các bạn mà tìm cái công việc thì các bạn có thể chọn rất nhiều các trang về tuyển dụng, các trang về việc làm. Thì một trong những cái trang mà tôi đánh giá rất là cao đấy là trang tìmviec.com.vn. Thì cái số lượng hồ sơ của người lao động trên này cũng rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái số lượng các nhà tuyển dụng cũng rất là nhiều. Khối lượng công việc update rất là nhiều. Ở đây tôi đang nhìn thấy ví dụ đúng không? Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng lương 15 đến 20 triệu. Nhân viên tư vấn công ty nọ công ty kia lương rất là cao, không hề thấp. Hoặc là chuyên viên kinh doanh bảo hiểm, nhân viên văn phòng đó, lương 7 đến 10 triệu vân vân. Mình có thể chọn theo mức lương, mình có thể chọn theo địa lý, mình có thể chọn theo công việc. Đó. Cái công việc mà lương 50 triệu, 70 triệu, ngày hôm nọ tôi cũng được một headhunter, tức là một cái đơn vị mà chuyên đi săn đầu người, họ mời tôi. Họ hỏi tôi là bây giờ không biết là anh Phan Anh có đi làm không? Có một đơn vị thời trang họ đang tuyển dụng với mức lương là 70 triệu cộng cộng. À, thế là tính khoản chi phí như thế thì tôi nghĩ là nó sẽ lên tới khoảng độ 100 triệu một tháng. Thế tôi bảo là bây giờ thì tôi có việc làm rồi, tôi không 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 quan tâm đâu. Thế nhưng mà nếu mà các anh chị thấy đấy, các cái công việc mà càng cao cấp người ta vẫn đi tìm. Cho nên cái việc của mình ấy là mình cần phải có rất nhiều các kỹ năng. À, trong đó thì có kỹ năng và làm CV, kỹ năng trả lời phỏng vấn, rồi kỹ năng làm việc nhóm hoặc là kỹ năng về tin học, các cái kỹ năng về khai thác dữ liệu khách hàng trực tuyến vân vân. Thì tôi sẽ trò chuyện với các bạn. Thì quay lại với câu hỏi của bạn Mơ. Quay hỏi với câu lại của bạn Hơ, bạn Mơ là cách tạo ra một cái CV trực tuyến ấn tượng. À, thế thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái CV của tôi. Hiện nay có một số bạn làm một cái CV theo cái trang một số trang web mà người ta cho làm CV có sẵn, là nó có cái mẫu như thế, nó cứ na ná như nhau, có vẻ rất là chuyên nghiệp so với ngày xưa, nhưng bây giờ thì làm sao nó lại quá là na ná như nhau. Thì tôi thấy là cái việc đấy thì là không tốt nhá.
các bạn cần phải làm một cái CV mà các bạn cần phải thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng là mình có rất nhiều kinh nghiệm. Thứ hai là mình có cái sự nhiệt huyết rất lớn, và thứ ba là mình có sự gọi là thái độ rất là cầu thị, và thứ tư mình là một người rất là tin cậy. Thực ra về đạo đức kinh doanh nó rất là quan trọng. Có những người người ta có thể người ta làm không giỏi, người ta dốt, nhưng mà quá trình mà người ta làm việc, người ta chịu khó học hỏi, người ta chu đáo, người ta tin cậy thì các bạn sẽ làm được cái việc đấy. Thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái CV, và tôi sẽ cho các bạn xem một cái CV của tôi, mẫu thôi, có thể các bạn sẽ xem. Có thể là các bạn sẽ xem để các bạn tham khảo. Tôi quay lại tôi nói với các bạn là các bạn làm cái CV theo cái mẫu ở trên mạng nó rất là sơ sài, nó rất là đơn thuần. Hiện nay ngày nay chúng ta thấy là ngày nay chúng ta có rất nhiều những cái phần mềm, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều các cái phần mềm, ví dụ như là phần mềm PowerPoint, hay phần mềm Excel, hay là phần mềm Word, hay là phần mềm Photoshop đồ họa. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể thể hiện một cái bản CV tốt. Không phải là chúng ta cứ làm bản Word. Chúng ta đã bao giờ thử làm một cái bản CV bằng Excel, một cái bản CV bằng PowerPoint, hoặc là bản CV bằng MyMap, hoặc là bản CV bằng video. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc là chúng ta làm một cái bản CV bằng video chưa? Làm bản CV bằng video là như nào? Chúng ta cầm cái điện thoại như này, chúng ta đặt đây, chúng ta làm quay, quay lên, đúng không? Chúng ta quay như thế nào? Xin chào các anh chị, đúng không ạ? Tên tôi là Phan Anh. Tôi năm nay bao nhiêu tuổi, tôi tốt nghiệp trường đại học gì, tôi có những kinh nghiệm gì, tôi đã làm qua những công ty như thế nào, những cái công ty đấy cho tôi học hỏi được điều gì, tôi tại sao tôi lại nghỉ ở những công ty đấy, hiện nay tôi đang muốn tìm công việc gì, và tôi có những cái kinh nghiệm, tôi có những cái thái độ, tôi có những cái trải nghiệm rất là quan trọng, đúng không ạ? Tôi đã đi du lịch rất là nhiều nơi, tôi đã làm việc rất nhiều nơi, tôi đã gặp rất nhiều người, tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách, 1, 2, 3. Tức là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái hình thức rất là mới, rất là sáng tạo, như là video, đúng không ạ? Như là PowerPoint. Đây thì tôi sẽ cho các bạn xem cái PowerPoint có nghĩa là như thế nào. Ví dụ thôi, đúng không ạ? Cái khi tôi mà nói về CV của tôi thì tôi sẽ đưa một cái PowerPoint như thế này cho người ta. Đấy. Các bạn có thể thể hiện được rất nhiều các cái thông tin, đúng không ạ? Và tôi sẽ ngồi né ra đây một chút để các bạn nhìn thấy. Đấy, tôi sẽ ngồi né ra đây một chút. Các bạn có thể thể hiện rất nhiều cái thông tin, từ cái thời gian công tác, kinh nghiệm của các bạn, đúng không? Đấy, rồi các cái hình ảnh, các cái video các bạn đưa lên đây, các bạn làm minh chứng. Thì một cái CV như thế thì tôi nghĩ là hay hơn rất nhiều. Nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là rich media, tức là nó rất là giàu hình ảnh, giàu cái âm thanh, cái màu sắc, rồi cái thông tin nó chia sẻ được với mình, đúng không? Đấy, tôi đã có những kinh nghiệm như thế nào, tôi đã làm được những cái gì, tôi đã viết được cuốn sách nào, tôi đã đọc cuốn sách nào, tôi đã đi những đâu, tôi đã có những khách hàng như nào, vân vân. Thế thì như thế thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ đánh giá rằng là tôi rất là tốt, tôi rất là giỏi, tôi rất là nhiều kinh nghiệm, và người ta thấy một cái CV như thế, người ta sẽ quan tâm ngay lập tức, ngay lập tức, đúng không? Các bạn hãy nghe lời tôi, các bạn đừng có làm cái bản CV trên những cái trang CV có sẵn, viết vài dòng in một trang A4, nó rất là nghèo nàn nhá. Điều đầu tiên là tôi nói lại là gì, là chúng ta có rất nhiều cái phương thức để chúng ta làm cái bản CV đó nhá, bao gồm Word này, Excel, PowerPoint này, Mind Map này, rồi thì dùng Photoshop đồ họa này, dùng video này, dùng rất nhiều những cái hình thức sáng tạo mới, được chưa ạ? Thứ hai là trong cái bản CV đấy mình phải thể hiện cái gì? Mình phải thể hiện mình là một một cái nhân sự mà đáng tin cậy, công ty rất là muốn tuyển dụng mình. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thế thì người ta thường nói là thái độ hơn kỹ năng. Thái độ hơn kỹ năng tức là sao? Kỹ năng yếu tôi có thể học. Kinh nghiệm chưa có tôi có thể học, nhưng mà cái thái độ của tôi nó rất là quan trọng, bởi vì tôi sẽ muốn dành cái thời gian, tôi muốn dành cái hiểu biết của tôi để chia sẻ cho nhân sự.
Và chúng ta hãy nhớ rằng là cái quá trình tìm việc ấy không phải là tôi đi xin việc nhá. Bây giờ các bạn làm cái hồ sơ là đơn xin việc là không đúng. Tôi không xin. Doanh nghiệp cần tôi. Doanh nghiệp cần tôi. Tôi cần doanh nghiệp, chúng ta hợp tác với nhau. Tôi tìm một công việc phù hợp với mong muốn của tôi. Doanh nghiệp tìm một người lao động phù hợp với mong muốn của doanh nghiệp. Và chúng ta gặp nhau. Cơ chế, chính sách, lương thưởng, môi trường làm việc, đúng không ạ? Sự thực tế, sự đối đãi của nhân sự với người này với người khác. Đấy, thì cái đó là mới là cái quan trọng. Thế thì khi mà chúng ta làm một cái bản CV, đúng không? Chúng ta phải thể hiện được hết các kỹ năng, à bạn tham gia tình nguyện mùa hè xanh, à, bạn đã từng làm giáo viên coi thi, à, bạn đã từng làm cái chương trình thiện nguyện, bạn đã từng đi thực tập ở công ty này, bạn đã từng mở công ty kia thua lỗ, vân vân. Bạn có thể chia sẻ, đừng không phải là những cái gì mà thành công mình cũng nói ra, mà mình không nói cả những cái thất bại. Đôi khi những cái thất bại nó lại là những cái mà người ta rất là thích, người ta lại mong muốn thì sao, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể là đưa những cái thất bại đấy vào và cái rút ra được cái bài học gì để mình có thể thể hiện được. Đấy, một cái bản CV thì các bạn cũng có thể là vào đây các bạn làm những cái mẫu như này, nhưng mà những cái mẫu có sẵn thì cái quan trọng nhất, tôi nói thật là những cái mẫu quan trọng nhất là quan trọng nhất là các bạn phải thể hiện cái nội dung trong đó bằng những cái thời gian, bằng cái quá trình công tác. Đấy, hoặc là tôi sẽ cho các bạn xem một cái profile tôi làm bằng một cái mẫu CV có sẵn giống như các bạn thôi. Thế nhưng mà bình thường các bạn chỉ làm có một trang A4 thôi, nhưng mà cái mẫu CV của tôi thì tôi làm đến 8 trang. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Đây là một cái mẫu CV về trình độ học vấn, đúng không? Tôi tốt nghiệp 5 trường đại học, tôi ngồi viết ra từng trường, bằng cấp như thế nào, ngoại ngữ của tôi ra sao. Ví dụ ngoại ngữ của tôi là IELTS 6.0 chuẩn quốc tế luôn. Đấy, kinh nghiệm làm việc, đúng không ạ? Tôi làm từng công ty đấy, tôi làm những công việc gì, tôi viết rất chi tiết ra, tôi viết như là một cái brief history, một cái bản mô tả về tiểu sử rất là kỹ. Như thế thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là mình thật và mình nhiều kinh nghiệm. Sau đó mình có thể để số điện thoại, để website, để cả referral lên. Vâng. Alo. Ừ. Ừ, ok. Ok, rồi. Đây, thì khi mà các bạn vào trong cái trang tìm việc này, nó có rất nhiều cái mẫu. Như tôi đang nói là cái mẫu nó không quan trọng, cái mẫu nó chỉ là cái cách để chúng ta làm nó nhàn hạ, nó đơn giản hơn thôi. Cái mẫu nó không quan trọng, đúng không ạ? Thì tôi đang muốn nói với các bạn rằng là cái mà quan trọng ấy đấy chính là cái việc mà cái nội dung các bạn thể hiện, cái nội dung các bạn thể hiện trong đó nhé. Tôi lấy cái ví dụ của tôi, các bạn viết thật chi tiết ra. Các bạn đọc sách gì, các bạn nói là sở thích. Có rất nhiều bạn nói là em có thích sở thích đọc sách, xem phim. Thế nhưng mà không thể hiện ra là mình đọc những cuốn sách gì, đúng không? Em đã đọc cuốn Từ Tốt Đến Vĩ Đại, rồi Xây Dựng Để Trường Tồn, rồi thì cái cuốn Xây Dựng Để Trường Tồn đấy là em học được cái này 5-7 điều em gạch ra. Hay là em đọc cuốn là 7 cái thói quen thành công, hay là em đọc cái cuốn sách là Facebook Marketing, em rất là thạo, em đọc cái cuốn sách Marketing Online 4.0, em học được những cái quy trình như thế này. Đấy, mình phải làm như thế thì gần như là CV của các bạn đó, lọt mắt xanh của các nhà tuyển dụng ngay lập tức, không có vấn đề gì cả. Ok. Rồi, các bạn cho tôi những cái câu hỏi tiếp đi. Các bạn cho tôi những câu hỏi tiếp thì tôi sẽ muốn live stream để giúp các bạn là có được công ăn việc làm tốt, có được cái việc là các bạn đi tuyển dụng. Tôi cũng là một cái nhà tuyển dụng thường xuyên phỏng vấn. Đối với tôi ấy, là CV là cái bước khởi đầu. Tìm được một công việc tốt bằng cách là tôi sẽ vào cái trang web này, đúng không? Tôi vào đây tìm việc đây, tôi xem những cái công việc phù hợp với tôi, sau đó tôi apply, đúng không ạ? Thậm chí là tôi có thể truy cập trang web hoặc là số điện thoại hotline của họ, tôi lấy thông tin,
Sau đó tôi có thể liên hệ với bộ phận tuyển dụng, tôi chủ động gửi CV. Tôi phải là một người rất chủ động. Bởi vì sao? Mọi người sẽ không đợi tôi. Đúng ạ, mọi người sẽ không đợi tôi. Đấy là cái vấn đề. Và câu chuyện là gì? Bạn muốn thu nhập bao nhiêu? Bạn phải có cái kỹ năng tương ứng. Khi mà chúng ta đi phỏng vấn, khi mà chúng ta đi làm, bản chất là chúng ta đang bán hình ảnh bản thân, chúng ta bán kỹ năng, bán chất xám và bán cái tư cách đạo đức của chúng ta. Có những người có kỹ năng tốt, có chất xám tốt nhưng tư cách đạo đức không tốt, làm ăn cắp giờ này rồi thì suốt ngày gây ra những cái xung đột, suốt ngày để những cái vụn vặt trong đầu, hoặc là tạo ra những cái tiền lệ xấu trong công ty, trong doanh nghiệp thì người ta cũng không thích đâu. Đấy, ok nha. Tôi sẽ tiếp tục với phần trình bày của tôi nếu như các bạn không có câu hỏi. Vâng. Thế thì nhu cầu tuyển dụng của các công ty hiện nay là gì? Có một câu hỏi như vậy, đúng không? Thì hiện nay xu hướng là người ta sẽ tuyển dụng rất nhiều vị trí có lương cao. Đấy. Các bạn mà có lương thấp, các bạn mà làm những công việc mà chân tay thì hiện nay là tìm việc là hơi khó. Kinh doanh, marketing online đấy là hai cái nhóm ngành mà tôi thấy là rất nhiều. Và những cái lĩnh vực chuyên môn, những cái lĩnh vực chuyên môn mà đòi hỏi nhân sự có chất xám, kỹ năng cao và mức thu nhập cao nhá. Rồi, đấy là những cái nhóm công việc người ta đang phát triển rất là mạnh hiện nay, được chưa ạ? Và xu hướng bây giờ người ta ưu tiên là tái đào tạo cho nhân viên để mà sử dụng lại những cái nhân viên đã từng làm trước dịch. Người ta không muốn phải đẩy người lao động ra khỏi cái công ty của mình. Thế tất nhiên là người lao động mà muốn nghỉ thì thôi không nói làm gì. Còn người lao động mà muốn tắt cơ thì đã đành, đúng không? Muốn nghỉ cơ thì đã đành. Còn người lao động mà muốn mà làm việc thì nó vô cùng đơn giản. Nó vô cùng đơn giản. Một số những cái thông số mà muốn chia sẻ với các bạn trong cái quá trình về tôi nghiên cứu về về tuyển dụng này, thì bất động sản hiện nay đang giảm rất nhiều. Mặc dù là số lượng công việc cũng vẫn rất là nhiều. Công nghệ thông tin thì cũng lại tuyển tăng hơn bởi vì khó khăn mà người ta sẽ sử dụng công nghệ nhiều. Đặc biệt là work from home, tức là làm việc từ xa. Điện điện tử, đúng không ạ? Vâng, thì cái tuyển dụng cũng khá là lớn. Du lịch thì bây giờ khổ lắm. Du lịch trong Covid thì gần như thất nghiệp nặng nề, nghỉ luân phiên, nghỉ nghỉ dài hạn. Thì những bạn có những công việc như vậy thì các bạn có thể chuyển đổi nghề nghiệp. Các bạn có thể chuyển đổi nghề nghiệp bằng cách là các bạn có thể làm thêm hoặc chờ đợi cái việc quay trở lại, hoặc là làm những cái việc khác, hoặc là bán hàng online, hoặc là thay đổi sang một công việc hoàn toàn mới. Đấy, kiểu như vậy. Trong cái lĩnh vực nhà hàng khách sạn thì bây giờ cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi Covid. Nhưng mà nhóm ngành hàng kinh doanh bán sỉ bán lẻ thì vẫn luôn luôn rất là sôi động nha. Vâng, ngành sản xuất thì cũng bị đi xuống, đặc biệt là những cái nhóm ngành sản xuất liên quan đến hàng gia công, hàng xuất khẩu. Ok. Rồi, tiếp tục. Tôi sẽ trình bày tiếp. Cái trình độ mà người tuyển dụng người ta mong muốn, cái trình độ mà người ta tuyển dụng mong muốn, đúng không? Thì hầu như là cái nhóm mà tuyển dụng online thì người ta sử dụng những người có bằng đại học và bằng cao đẳng nhiều. Thế nhưng mà những cái nhóm mà tìm việc mà theo cái phương pháp nó kém hơn một chút thì bây giờ thì người ta dùng trung cấp, và những người mà không học đại học người ta muốn đi làm ngay, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
thì cái số lượng người cũng rất là nhiều. Và cái trang tìm việc.com.vn này thì chúng tôi có thể đáp ứng cho các bạn tất cả các công việc từ thấp cho đến cao, tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam, tất cả các mức lương, mà tất cả các mức lương từ lương thấp cho đến lương cao chúng ta đều có, các bạn có thể vào đây. Đấy. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể sống sót được qua mùa Covid đây, đúng không? Hiện nay thì cái làn sóng thứ hai đã xảy ra và ở Việt Nam thì khá là triển vọng, mọi người vẫn không sợ lắm như cái lần một. Đấy. Thì các bạn làm nào, thì đối với người lao động thì tôi cũng có lời khuyên là các bạn phải cắt giảm các chi tiêu và các bạn phải tìm thêm các công việc làm thêm. Ví dụ như trước đây làm một việc thôi thì bây giờ làm hai việc. Trước đây mà làm buổi sáng thì bây giờ buổi chiều còn thời gian thì làm thêm, hoặc là tìm những công việc có cái hoàn toàn mới, hoặc là làm những công việc mà freelancer mà để hỗ trợ. Ví dụ như là sáng thì mình đi làm ở công ty, chiều mình về mình vẽ vời thế này thế khác, đúng không? Và tìm những cái công việc có mức lương mà phù hợp với cái mong muốn của mình để giải quyết cái việc đấy, và chịu khó truy cập những cái trang việc làm tuyển dụng. Thì có rất nhiều trang nha, thì không phải là chỉ có trang tìm việc.com đâu, có rất nhiều trang. Tuy nhiên thì cái trang tìm việc.com.vn này của chúng tôi thì có nhiều cái ưu điểm, nhiều cái ưu đãi và cái lợi thế cho các bạn. Các bạn có thể tìm được nhiều công việc nhanh và dễ dàng. Đấy. Cái quan trọng nhất của cái một cái trang web về việc làm thì nó là dữ liệu của cái doanh nghiệp người ta đưa tới thôi, đúng không? Đấy. Thế làm thế nào để tiếp tục có thể có công việc làm trong mùa Covid thì chúng ta có thể là nâng cao cái kiến thức học hỏi, đúng không? Chúng ta có thể nâng cao được các cái kiến thức là trong lúc rỗi rãi như này thì chúng ta đọc sách này, chúng ta đi học các cái khóa học về đào tạo hoặc là học các khóa học trực tuyến, hoặc là tham gia vào đợt tới thì tôi sẽ đề nghị với cả tìm việc để sẽ mở thêm một cái gọi là tìm việc University. Tìm việc University tức là cái trường đại học tìm việc. Làm gì để có trường đại học tìm việc, tức là ý là không phải dạy tìm việc mà là dạy cho các bạn những cái kỹ năng để khi có những kỹ năng đấy thì các bạn sẽ tìm được việc làm. Ok. Ví dụ như là có những bạn làm Excel rất là giỏi. Ở công ty tôi mà làm kinh doanh bây giờ chúng tôi đều sử dụng số liệu thống kê, phần mềm Excel này hoặc là phần mềm Power BI này, những cái phần mềm mà để dữ liệu đấy. Chỉ cần các bạn có một cái kỹ năng đấy thôi là công ty không thể nào sa thải bạn được. Hoặc là các bạn có khả năng lập kế hoạch, chi tiết hóa kế hoạch và khả năng thực thi, thì những cái phần đấy thì tôi sẽ trao đổi với công ty tìm việc.com.vn để mở thêm một cái mục đấy cho các bạn. Tôi dành tặng cho các bạn những cái video đấy, các bạn nên các bạn học. Thực chất đấy chính là cái cách. Ví dụ như là trong mùa Covid thì có người thì có ATM gạo, có người thì có ATM mì, có người thì có ATM khẩu trang, nhưng mà tìm việc thì có thể sẽ có ATM khóa học cho các bạn. Các bạn không phải mất tiền, các bạn vào đấy các bạn xem, các bạn học. Và sau đó thì các bạn kỹ năng các bạn tốt mà hoàn toàn miễn phí, đúng không? Tìm việc hoặc là bất kỳ một cái trang web mà tuyển dụng nào thì người ta chỉ có thu phí của nhà tuyển dụng thôi, chứ người ta có thu phí người lao động đâu. Đấy. Nhá, cái lời khuyên đầu tiên là mình phải nâng cao kiến thức và kỹ năng. Đừng có ngồi ở nhà nằm ườn ra đấy. Việt Nam mình là một quốc gia nghèo, chúng ta chưa giàu có đâu. Chúng ta nhận được cái mức lương 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu chúng ta đừng có bằng lòng. Chúng ta phải nghĩ đến là làm sao chúng ta nhận được mức lương 20 triệu. Làm mức lương 20 triệu chúng ta phải cống hiến với mức lương 30 triệu. Thế sau đó một thời gian người ta mới sẽ nhận được cái mức lương 30 triệu. Chứ đừng bao giờ nghĩ là tôi nhận lương 5 triệu tôi chỉ làm kiểu 5 triệu. Mà nhận lương 5 triệu phải làm kiểu 10 triệu. Mà nhận lương 10 triệu thì phải làm kiểu 20 triệu. Thì khi đấy người ta mới giữ mình mới không bao giờ bị fail, không bao giờ bị thất bại. Các bạn hiểu ý không ạ? Kể cả khi Covid người ta thắt chặt. Bây giờ Covid-19 sang năm nó sẽ có Covid-20, Covid-21. Và chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà tiếng Anh nó gọi là VUCA. Đấy, tức là nó viết tắt của năm từ tiếng Anh là thời đại mơ hồ, thời đại mà gọi là khó kiểm soát, thời đại gọi là gì ạ? Rất là tức là cái từ mơ hồ này, từ khó kiểm soát này, khó định đoạt này. Đấy, và stop tức là có thể là gì? Dừng mọi cuộc chơi ngay lập tức. Thế thì vì thế chúng ta người lao động chúng ta phải luôn luôn có
cái sự sẵn sàng trong cái cách mà chúng ta tìm việc, trong cái cách mà chúng ta tuyển dụng, ok, trong cái cách mà chúng ta làm việc. Đấy, bây giờ nhá, có thể là mình phải xin giảm lương một chút, có thể là mình phải làm tăng lên để cho người tuyển dụng lao động người ta nhìn thấy là mình rất là nỗ lực, mình không bị mất việc. Đấy. Hoặc là khi mà mình có đủ kỹ năng rồi mà công ty không tăng lương cho mình, không thay đổi vị trí cho mình từ phó phòng lên trưởng phòng, từ trưởng phòng lên giám đốc, thì mình có thể là đi tìm những cái cơ hội khác. Và lúc này thì những cái trang như là trang tìm việc.com.vn của chúng tôi, các bạn hoàn toàn có thể là vào đấy tìm được rất nhiều các cơ hội. Càng mức lương cao nhá, càng khó tìm người thì các bạn tha hồ luôn. Đợt vừa rồi tập đoàn chúng tôi đi săn đầu người, chúng tôi biết lương thưởng rồi thì phụ cấp xe cộ các thứ, nhưng mà quan trọng nhất là các bạn phải có kỹ năng thực sự, các bạn phải có chất xám, các bạn phải sử dụng máy tính thành thạo, phần mềm PowerPoint, phần mềm Microsoft Excel, phần mềm Word, đấy là những phần mềm rất căn bản. Các bạn có thể biết Photoshop, các bạn có thể biết Power BI, các bạn có thể biết chạy quảng cáo. Đấy, mình có thể làm đa di năng nhá. Bây giờ là một cái nhân sự người ta phải làm đa di năng, phải tích hợp, thì cái đấy là cái mà các bạn cần hết sức chú ý, được chưa? Thứ hai nữa là mình sẽ thấy rằng là cái xu hướng là người ta sẽ phỏng vấn trực tuyến rất nhiều. Mấy hôm nay thì dịch giã nó cũng đỡ hơn thì người ta có thể phỏng vấn trực tiếp. Còn Covid thì người ta có thể, nếu mà tình hình căng thẳng quá, chính phủ bắt giãn cách hoặc bắt cách ly thì phỏng vấn trực tiếp, đúng không? Thì chúng ta phải biết là có Google Meet, là chúng ta phải biết là có Zoom, hay là có bây giờ có cả Javi, là Zalo Video, đúng không? Thì chúng ta cài sẵn trên điện thoại của chúng ta. Đấy, sẵn sàng là đến, tại vì tôi đã phỏng vấn ứng viên online qua Zoom hoặc là qua Zalo rồi. Cũng như bình thường thôi, cũng như bình thường. Bình thường là thế nào? Bình thường là cũng như là chúng ta đi phỏng vấn thôi, thì chúng ta ngồi nói chuyện, đúng không? Chúng ta chuẩn bị tâm thế cho nó đầy đủ. Hôm trước này tôi đi phỏng vấn trực tuyến ở nhà như này, đang nói chuyện với các bạn luôn, thì tôi thấy là một số bạn chuẩn bị không tốt, ăn mặc ở nhà thì nhếch nhác, rồi thì nói chuyện thì cộc cằn, nó không, nó tại vì cái đấy nó thể hiện đúng cái tâm thế của bạn. Đấy, nên là người ta đánh giá không cao, kể cả mình phỏng vấn trực tuyến, đúng không? Giống như tôi hôm nay tôi chia sẻ trực tuyến với các bạn, nhưng mà tôi ăn mặc cũng rất là lịch sự, tôi chuẩn bị bài vở, tôi nói chuyện với các bạn có thứ tự, có đầu đuôi, thì tôi nghĩ rất là hay đấy nhá. Thì mình cũng chuẩn bị phỏng vấn trực tuyến, thì buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phỏng vấn, cách trả lời phỏng vấn, cách chuẩn bị phỏng vấn. Đấy, từ quần áo, đầu tóc, cách nói chuyện, tâm thế, động tác chân tay. Đấy, ok. Vâng. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm được việc làm mới, đúng không? Thì rất đơn giản thôi. Việc đầu tiên là chúng ta Google search tất cả những cái trang về việc làm, về tìm kiếm, về tuyển dụng. Ba cái từ khóa đấy. Việc làm, tìm kiếm, tuyển dụng, đúng không? Thì có nhiều trang nhưng mà tôi không tiện nêu tên, đúng không? Vì tôi đang làm việc cho tìmviệc.com.vn chúng tôi. Một trang web rất là uy tín, rất là nhiều việc và rất là thông minh. Có rất nhiều những cái tính năng tốt, đúng không ạ? Từ việc như là việc làm, này, ứng viên, này, mẫu CV, đặc biệt là các mẫu CV rất là đẹp. Đấy, và các cái mẫu CV ở đây các bạn có thể tạo, sau đó các bạn tải về và các bạn cập nhật lên trên đấy thường xuyên. Đấy, nhá. Nên, lời khuyên này, nên mở hồ sơ trên nhiều trang, chứ không phải chỉ mở trên một trang nhá. Nhưng mà trang đầu tiên các bạn nên mở đấy là trang tìmviệc.com.vn. Đấy. Tiếp theo đấy là các bạn có thể vào các cái group. Hiện nay trên Facebook thì cũng có rất nhiều các group người tìm việc, việc tìm người, người tìm ship, ship tìm người, kiểu như vậy. Nếu bạn làm ship thì bạn vào trang người tìm ship, ship tìm người thì nó sẽ có việc, có đơn. Bạn vào, bạn làm đồ họa thì nó có trang này, tuyển dụng đồ họa, có rất nhiều những cái trang web hoặc những cái hội nhóm kiểu như vậy. Thế nhưng các hội nhóm thì nó có nhược điểm là cái dữ liệu thông tin thì nó rất là ít, rồi nó kiểm duyệt này nọ, mất thời gian lắm. Cách tốt nhất là bạn cứ lên những cái trang web như thế này, những cái trang web của bọn tôi như thế này, chẳng có đầy đủ tất cả các việc làm, hồ sơ rất đầy đủ, đúng không? Ta sẽ bấm thử một cái vào đây, đúng không? Ta sẽ xem này. Đấy, nhân viên tư vấn lương 12-15 triệu, quá là tốt. Đấy, có một cái công ty nào đấy và nó đang
tuyển dụng mức lương từ 12 đến 15 triệu làm full time, số lượng 10, tức là nhân viên tư vấn ở đây chính là nhân viên sale, nhân viên bán hàng đúng không? Đón tiếp, chăm sóc này nọ, tìm kiếm khách hàng, khai thác data. Đấy. 15 triệu lương từ 5 đến 7 triệu, phụ cấp hoa hồng, thu nhập từ 10 đến 30 triệu, vân vân, đóng bảo hiểm này nọ theo chính sách. Rồi, đấy, rất nhiều những cái công ty như vậy, rất nhiều các công việc các bạn lên đây và các bạn chuẩn bị cái quy trình làm CV, CV đưa lên trên này, CV mẫu cực đẹp luôn. Nhưng mà viết CV mới là quan trọng, dùng từ, dùng hình ảnh trong CV mới là quan trọng. Ngoài cái CV này ra, mình có thể là làm kênh YouTube của mình dẫn về kênh YouTube, thậm chí mình làm một cái blog cá nhân, một cái trang web của mình như là một cái CV trực tuyến. Tên, tuổi, hồ sơ, lịch sử, nghề nghiệp, sở thích, thói quen. Một cái trang web bây giờ, những cái trang web miễn phí là có thể làm được giống như blog cá nhân ấy. Thế là đấy, gửi cho người ta một cái, có quá nhiều sự lựa chọn các bạn ạ, nha, có quá nhiều sự lựa chọn để chúng ta lên trên đây. Đấy, chúng ta bấm ứng tuyển một cái là chúng ta nộp hồ sơ rất là nhanh. Rồi, để tôi xem là có ai có đặt câu hỏi gì không nhá. Tôi rất 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 mong là nhận được nhiều câu hỏi của các bạn để chúng ta có thể tương tác với nhau. Vâng, bạn Phan Thị Thảo có đặt câu hỏi là em chuẩn bị đi phỏng vấn nhưng hồi hộp quá, anh chia sẻ kinh nghiệm. Thực ra cái quá trình phỏng vấn thì ngày xưa là gần như phỏng vấn 100% là phỏng vấn, thường đã nói là phỏng vấn thì người ta sẽ phỏng vấn trực tiếp, nhưng ngày nay thì do Covid người ta có thể phỏng vấn trực tuyến hoặc là chúng ta có thể làm việc từ xa. Thế thì chúng ta sẽ chia thành hai dạng, một dạng là trực tiếp và dạng là trực tuyến để chúng ta dễ dàng hơn. Đấy, tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm các bạn làm theo nhé. Các bạn muốn đi phỏng vấn thành công, các bạn phải cần có cái tâm thế, cái hiểu biết, cái sự tự tin. Cái sự tự tin đấy nó đến từ đâu? Đây là quy trình. Đầu tiên là bạn tuyển vị trí gì? Tôi lấy ví dụ bạn tuyển vị trí nhân viên kinh doanh, hoặc là hỗ trợ nhân viên kinh doanh, sales admin, hoặc là sales supervisor, tức là trưởng nhóm, hay là leader, hay là kỹ sư, hay là công nhân, hay là designer, tức là thiết kế phần mềm đồ họa gì đó. Rất nhiều các công việc cụ thể, ok? Hay là nhân viên marketing, nhân viên content marketing, nhân viên chạy ads, hay là nhân viên chăm sóc website. Chúng ta có rất nhiều các công việc ở trên trang tìm việc ở đây. Ok, được chưa? Thế thì khi chúng ta đã biết công việc rồi thì bước thứ hai là chúng ta cần phải biết tiêu chuẩn của công việc. Rất nhiều người không biết tiêu chuẩn của công việc. Tiêu chuẩn là công việc là như thế nào? Tôi lấy ví dụ đúng không ạ? Giáo viên thì phải thạc sĩ tiến sĩ trở lên, phải có nghiên cứu khoa học thế này thế kia. Kế toán thì phải có chứng chỉ A, chứng chỉ B, đúng không ạ? Bao nhiêu năm kinh nghiệm, đã làm những công ty nào rồi, vân vân. Tức là chúng ta phải biết được cái tiêu chuẩn nghề nghiệp trong cái ngành nghề của chúng ta. Đấy. Thế sau đó khi mà chúng ta đã biết được cái tiêu chuẩn nghề nghiệp đấy rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị các bước, họ bao giờ họ yêu cầu là kỹ năng văn phòng phải tốt, tốt thực sự đúng không? Excel mình có thể làm được rất nhiều các hàm phức tạp. Mình có thể tạo ra một cái bảng Excel vô cùng thông minh, vô cùng nhiều dữ liệu. Thế thì tôi nói thật với các bạn, không bao giờ tôi để rời các bạn ra khỏi công ty tôi. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ các bạn vào công ty, các bạn làm một cái Excel lem nhem, làm cộng trừ nhân chia còn sai. Hay là các bạn làm một cái văn bản lỗi chính tả, chấm phẩy, dấu cách, không căn dòng, không chỉnh dòng, ngôn từ thế này thế khác, không thể nào làm được. Đấy. Bây giờ người lao động là cứ nghĩ rằng là mình đi làm là mình những cái việc đấy là người khác làm cho, không phải đâu. Càng Covid khó khăn, người ta càng cắt giảm lao động, thì cái người lao động mà có nhiều kỹ năng nhất, đa di năng nhất thì người lao động đấy sẽ thắng các bạn ạ. Người lao động đấy sẽ thắng nha. Rồi, tiếp tục này. Các bạn có các tiêu chuẩn nghề nghiệp, các bạn chuẩn bị các kỹ năng nghề nghiệp tốt nha. Để các bạn chuẩn bị các câu hỏi, các bạn phải chuẩn bị các câu hỏi. Các bạn lên Google Search là những câu hỏi
thường gặp sẽ thấy ngay, hoặc là chúng ta có thể vào trong cái trang tìm việc ở cái mục chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là chúng ta có thể vào các cái trang diễn đàn để chúng ta xem các cái chia sẻ kinh nghiệm. Thông thường nhà tuyển dụng nó sẽ hỏi những câu hỏi như thế này. Đầu tiên em hãy giới thiệu về em. Em có kinh nghiệm gì, em làm gì? Nó sẽ hỏi về công ty cũ của em. Trước đây em làm gì, tại sao lại em lại nghỉ? Mức lương công ty cũ như thế nào, ông chủ cũ của em ra sao? Em là một người như thế nào, em thích cái gì? À, sau đó thì bắt đầu hỏi là thế em biết gì về công ty anh không? À, công ty tìm việc.com.vn này, em có biết gì về cái trang này không? À, rất nhiều ứng viên nói với tôi là em biết sơ sơ. Em biết sơ sơ, thế là chết rồi. Cái câu trả lời đấy rất là chân thành. Câu trả lời đấy rất là chân thành, nhưng câu trả lời đấy thực sự nhà tuyển dụng họ không muốn. Họ muốn cái gì? Họ muốn chúng ta là em biết rất là rõ về doanh nghiệp của anh chị. Em biết rất là rõ về cái website tìm việc.com.vn này. Em biết rất là rõ về mô hình của anh chị. Ngày xưa tôi nói các bạn ấy, tôi viết một cái email tuyển dụng tôi gửi cho nhà tuyển dụng. Đấy là tôi chia sẻ thật, thật vẫn còn cái email đấy 6 7 năm rồi. Tôi gửi cho Trần Anh, điện máy Trần Anh. Tôi từ hồi 2012, 8 năm trước rồi. Tôi viết một cái email vào đấy mà gần như ngay lập tức là 5 phút sau là tổng giám đốc của Trần Anh là reply email là mời đến phỏng vấn ngay lập tức và dành toàn bộ thời gian ra phỏng vấn. Tức là khi mà các bạn Denvo có nói một cái câu là khi cuộc đời yêu mày, đúng không ạ, hay là khi mày yêu cuộc đời thì nó cũng sẽ yêu mày. Đấy, Denvo có nói cái câu như vậy. Thế là khi bạn rất là quan tâm đến công ty thì không có lý do gì người ta không quan tâm đến bạn. Không có lý do gì cả. Đừng nói với họ là em biết sơ sơ về công ty. Rồi, em biết về cái trang tìm việc này được làm sụp cốt như thế nào, có tính năng gì, đúng không ạ? Có bao nhiêu nghề nghiệp, có bao nhiêu dữ liệu trên này, em thấy CV trên này đẹp hơn CV chỗ khác. Em thấy trang bây giờ đang rất là muốn phát triển người dùng. À, công ty đang đầu tư rất nhiều tiền. Công ty mà sở hữu công ty tìm việc.com.vn này lại là sở hữu những cái trang rất là lớn về mạng xã hội. Em rất thích làm việc trong một công ty như thế. Đúng không ạ? Em biết là ở đây mời cả những cái chuyên gia hàng đầu về để chia sẻ. Thì mình phải nói như thế thì ủa, gây ấn tượng ngay, đúng không? Gây ấn tượng ngay. Cũng giống như là mình đi tán gái thôi. Mình hiểu về đối tượng của mình, đúng không? Cô ta thích hoa hồng thì mình phải tặng hoa hồng. Thế nhưng mà cô ta không thích hoa hồng, mình cứ đi tặng hoa hồng thì rõ ràng là không được rồi. Hay nào, sinh nhật cô ta mình chả nhớ, thế thì làm sao mà mình tán nổi? Nhá, lời khuyên của tôi là mình phải biết về công ty, biết bằng cách nào. Nhiều bạn là lướt lướt cái trang web 5 phút đi ra, không biết được đâu. Trang web là tốt, các bạn có thể đọc hết thông tin. Các bạn vừa đọc trang web, các bạn phải vừa ghi ra công ty này làm nghề gì, các lĩnh vực kinh doanh, có bao nhiêu nhà máy, có bao nhiêu cơ sở, họ đang gặp khó khăn gì, khách hàng của họ là ai, tại sao họ lại muốn tuyển dụng làm sale, tại sao họ lại muốn tuyển dụng marketing, tại sao họ lại muốn tuyển dụng designer. À, trong cái ngành này là ngành sắt hay là ngành thép hay ngành nhựa hay ngành điện lạnh hay là ngành bán lẻ thì design nó khác nhau cái gì, đúng không ạ? Họ sẽ cần gì, các cái mẫu design mình cần phải làm như thế nào, mình phải chuẩn bị hết. Một cái sự chuẩn bị đấy mình có thể nói với các bạn là các bạn mà đến các bạn còn nhận được lương cao hơn kỳ vọng, nhưng mà tôi hiếm hiếm khi nào tôi thấy có một ứng viên xuất sắc như thế, tôi hiếm khi nào thấy. Thật lòng mà nói đấy nhá, bạn Thảo bạn có hỏi là làm thế nào để có thể làm có cái việc mà đi phỏng vấn tốt, đúng không? Ok, tôi tiếp tục cho các bạn nghiên cứu thật kỹ về doanh nghiệp, bởi vì các bạn cũng giống như là người mình nói về doanh nghiệp, mình nói về con đẻ của người ta, mình biết rất là rõ, mình rất là đam mê, mình rất là hào hứng, không có một lý do gì họ không thích mình cả, họ đánh giá mình rất là cao. Đấy. Bây giờ tôi tuyển bạn làm giám đốc kinh doanh thì bạn phải biết công ty đang gặp khó khăn cái gì, tại sao cái kinh nghiệm của bạn sẽ giúp ích được cho công ty. Đấy là điều mà bạn phải nói được trong doanh nghiệp. Càng vị trí cao người ta tuyển tuyển dụng càng kỹ, qua nhiều vòng phỏng vấn, qua nhiều vòng hồ sơ, thậm chí người ta phải check người nọ người kia người ta mới quyết định, không hề dễ dàng đâu.
đấy nhá. Tiếp tục, sau khi mình nghiên cứu kỹ về doanh nghiệp rồi, mình nghiên cứu qua website này, qua fanpage này, qua kênh YouTube này, qua những cái bài viết này, qua báo chí này, qua cửa hàng của họ này, qua chuỗi hệ thống này, hoặc thậm chí là đã từng dùng sản phẩm của họ. Tôi thấy rất nhiều ứng viên, đúng không? Tôi thấy tôi liệt kê cho các bạn đúng không? Bao nhiêu ứng viên trong đây đang xem video này của tôi đã từng làm như tôi hướng dẫn, chắc chắn là rất hiếm, rất ít. Đúng không? Chắc chắn là rất ít. Vì sao tôi lại nói như thế? Bởi vì các bạn làm ấy, các bạn khi mà các bạn làm, các bạn phải 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 thể hiện được là mình rất nghiêm túc với nó, và mình đừng có đi thả CV ở khắp mọi nơi, mình cũng đi đừng có đi apply. Bây giờ nhiều bạn á, tuyển nhân viên kinh doanh bắn bùm 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 10 20, thậm chí reply all cho khoảng 20 nhà tuyển dụng. Điều đấy thể hiện là các bạn rất là năng lực, rất là yếu. Tôi thích công ty này, tôi thích cái trang tìm việc này, công ty tìm việc này đang tuyển IT lương 20 triệu, tôi sẽ đến đây làm, tôi sẽ đánh một nhát là phải thắng. Đấy là cái quan điểm của tôi. Tìm hiểu rất kỹ ngôn ngữ lập trình của nó, chuẩn bị các phương án lỗ hổng bảo mật như thế nào, đúng không ạ? Rồi thì đội ngũ ra sao, mình tìm hiểu, mình đến, mình phỏng vấn, mình làm, mình các thứ, thành công ngay, chắc chắn luôn, thành công ngay. Nếu như nó có sản phẩm, mình phải vào mình ăn sản phẩm, uống sản phẩm, xem sản phẩm, sờ nắm cảm nhận sản phẩm. Đấy. Rồi thì khách hàng của họ, mình đến mình gặp, mình hỏi xem là tôi đã đến gặp khách hàng của họ không hài lòng về điểm này, không hài lòng về điểm kia. Nhưng mà lạy Chúa là tôi chưa bao giờ thấy có một ứng viên nào như thế. Nếu ứng viên như thế, tôi khẳng định là tôi sẽ ký hợp đồng ngay lập tức, tăng lương gấp đôi kỳ vọng. Muốn lương 10 triệu, tôi sẽ để lương 20 triệu ngay. Nó quá là sốc khi mà tôi gặp một cái ứng viên mà người ta, cái cách làm việc của người ta đã thể hiện người ta quá chuyên nghiệp, quá tử tế rồi. Trên mạng nó có cái video vớ vẩn thôi, nhưng mà tôi kể với các bạn là gì, nó có hai cô nhân sự, một cô nhân sự bị sa thải, nó bảo là cô nhân sự này đi xem cái sản phẩm A này như thế nào, giá bao nhiêu. Cô nhân sự này đi chạy vào cái sản phẩm A này giá là 100.000 hết. Ông bà sếp lắc đầu, ông sếp bảo là bây giờ cô nhân sự thứ hai đi, thế thì nó mới chạy xuống vào cửa hàng nó xem, nó mới lên nó báo cáo là gì, cái sản phẩm A này có giá như thế này, khối lượng như thế này, trọng lượng như thế này, sản xuất bởi bởi sản xuất nhà sản xuất này, nhà sản xuất này là rất là uy tín, có chứng chỉ ISO, có thế này thế khác, trên thị trường có 5-7 cái thương hiệu cạnh tranh tương tự như vậy, nhưng mà 5-7 cái thương hiệu cạnh tranh như vậy là bán không tốt bằng, đúng không ạ? Và nếu như mua thêm số lượng lớn thì sẽ được giảm giá, và đặt hàng thì 3 ngày sẽ giao hàng, đúng không ạ? Người bán hàng có số điện thoại luôn đây, cách đặt hàng trực tuyến với họ, đưa cho bạn quá nhiều thông minh, quá nhiều thông tin. Tôi thích những người lao động như thế, những người đấy không bao giờ thất nghiệp, những người đấy không bao giờ có bị lo lắng về cái chuyện là bị giảm lương, những người đấy luôn luôn được làm gì ạ? Đây là người rất giỏi, rất có tâm, rất có tầm, rất xuất sắc, không bao giờ nhá. Trong thời đoạn Covid nhá, trong thời đoạn mọi thứ trở nên mơ hồ, không chắc chắn, đúng không ạ? Không có thể tiên đoán được nhá, và có thể dừng cuộc chơi bất cứ chỗ nào, thì bạn càng chuyên nghiệp, bạn cần có giá trị bao nhiêu thì bạn thắng bấy nhiêu. Đấy là tôi chia sẻ rất chân thành nhá. Rồi, chuẩn bị kỹ về 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 doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp nó sẽ hỏi rất nhiều. Xong, thứ hai là bắt đầu là gì ạ? Chuẩn bị về cái phong thái trả lời, cái cách thức trả lời. Cái phong thái trả lời là như thế nào, đúng không ạ? Bạn đến đầu tiên bạn ăn mặc đẹp lịch sự, rồi đi phỏng vấn ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng đấy nhá, đầu tóc gọn gàng giống như tôi, đúng không? Đấy, áo sơ mi là lượt cẩn thận. Đấy, trang điểm nhẹ nhàng, chú ý đến mắt mũi môi mày. Đấy, rồi thì các phụ kiện là gì, ví dụ như đồng hồ, điện thoại, sổ bút. Đấy, đặc biệt là điện thoại thì mình luôn luôn để chế độ rung hoặc là mình tắt đi. Mình phỏng vấn ăn mặc quần áo lịch sự theo phong cách là business, đừng có mặc áo không cổ, đừng có
áo rồng rắn phượng vào đấy, trừ khi là đi tuyển vào vị trí nhân viên thu họ đúng không? Chứ còn nếu mà đi làm tuyển vị trí giám đốc marketing hay vị trí giám đốc kinh doanh mà tuyển như thế thì người ta không không tuyển đâu nhá. Rồi đến phỏng vấn thì phải đến, ví dụ người ta hẹn 9 giờ thì phải 8 giờ 50 phải có mặt đúng không? Đấy, để có mặt, có khi đi thì phải mang theo CV của mình, mặc dù họ đã in ra rồi nhưng mình phải mang theo. Vì sao? Vì mình là dân chuyên nghiệp, người ta nhìn thấy mình người ta đã biết mình là dân chuyên nghiệp rồi đúng không ạ? Đây em gửi anh, đây là CV của em, có thể anh đã có nhưng em chuẩn bị thêm, và cái bản CV em làm ở trên trang tìm việc.com.vn ấy là cái bản CV rất là đẹp đúng không? Nhưng em có thêm hồ sơ cứng cho anh ở đây. Rồi, hôm nay em đến đây với một mong muốn là sẽ tìm được một công việc phù hợp. Em đã tìm hiểu rất là kỹ về công ty tìm việc.com.vn của anh đúng không? Và cái cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn mà để hai bên tìm hiểu lẫn nhau, và anh cũng có cơ hội tìm hiểu em và em cũng có cơ hội tìm hiểu anh, và chúng ta có cơ hội hy vọng là hợp tác với nhau. Ui rồi em mà nói như thế thì anh thấy là không có một đứng một nhà tuyển dụng nào từ chối em cả, quá ấn tượng luôn đấy nhá. Ngoại hình nó rất là quan trọng, bởi vì sao? Người ta sẽ có 30 giây để người ta đánh giá về ngoại hình đúng không? Có 30 giây để đánh giá về ngoại hình. À, thế thì ví dụ như xinh xắn này, đầu tóc gọn gàng, trang phục đẹp hấp dẫn này thì rất là ưu điểm à, nha. Đấy, sau đó thì bắt đầu mình vào, mình ngồi ngay ngắn, ngồi lịch sự, mình phỏng vấn thôi. Bắt đầu vâng em chuẩn bị đúng không? Ngồi thì mình ngồi như nào? Mình ngồi thoải mái, tự tin, nhìn trực tiếp đôi mắt này, nhìn trực tiếp vào nhà tuyển dụng, luôn luôn trong cái trạng thái smile, say cheese đúng không? Tức là gì? Cười lên vui vẻ, đừng căng thẳng. Có gì mà căng thẳng? Tôi đi tìm việc mà, nhà tuyển dụng cần tôi mà đúng không? Tôi có giá trị mà. Đó. Rồi để bắt đầu công việc thôi, nói chuyện. Thế thì người ta hỏi thì bao giờ có hai phía là nhà tuyển dụng hỏi và ứng viên hỏi. Những cái nhà tuyển dụng chuyên nghiệp ấy là người ta hỏi hết xong thì người ta sẽ hỏi là ứng viên có hỏi gì không. Thế thì thông thường các ứng viên hiện nay là dạ không, em không có ý kiến gì. Thế thì thường những ứng viên mà không có câu hỏi như thế là những ứng viên không có sự chuẩn bị tốt. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn nên có cái câu hỏi, các bạn nên có câu hỏi. Ví dụ như là nếu mà em đi làm ở đây thì bao giờ em sẽ đi làm, ví dụ như là em đi làm thì em sẽ có được hỗ trợ ăn trưa không, em có phải có được sử dụng máy tính của công ty không, em đi làm một tháng bao nhiêu công, em đi làm thì ví dụ một tháng em được nghỉ phép bao nhiêu lần, em có được đóng bảo hiểm không. Ví dụ như là cơ chế lương thưởng của công ty là như thế nào, công ty có tuyển gọi là có những cái cách thức tri ân cho người lao động sau này không, hay là tầm nhìn của công ty là như thế nào. Em muốn làm việc ở một công ty mà nó phải ổn định, chứ em không muốn là 3 hôm công ty đóng cửa thì em nghỉ đúng không? Đấy, mình có thể hỏi rất nhiều câu hỏi. Hay là ai sẽ là người làm việc trực tiếp với em, anh hay là người nào đúng không? Và thế thì yêu cầu của anh về công việc là gì? Anh ưa ngoại hình hay là anh muốn chất lượng công việc, hay là anh muốn anh quản lý theo phương pháp là Tây hay ta, hay là phong cách của anh có phải là phong cách Nhật hay không? Mình đưa ra rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đấy không phải để mình biết, những câu hỏi đấy để cho cho nhà tuyển dụng biết rằng là tôi là một ứng viên có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Nha. Rồi. Nếu mà các bạn đang xem video này mà thấy hay, mà thấy có ý nghĩa thì các bạn share cho tôi, các bạn share cho tôi để những người khác cùng xem. Tôi chia sẻ tiếp cho các bạn. Đấy, share đi. Các bạn share đi. Đấy, chia share nhiều vào hội nhóm, share vào các trên tường nhà các bạn. Thì trang tìm việc.com.vn và tôi sẽ có nhiều cái buổi livestream như thế này nữa. À, nhiều, rất nhiều, cả tháng luôn. Và tôi sẽ đề xuất với công ty tìm việc.com.vn là
sẽ mở một cái mục gọi là tìmviec.com.vn university đấy, hay là training, tức là đào tạo hay là học tập đấy, cho các khóa học của thầy Phan Anh lên đấy. Ở đây có thể các bạn không biết tôi đúng không? Tôi là Nguyễn Phan Anh, hay còn gọi có nickname là Phan Anh Online, là một giảng viên đại học, một chuyên gia về marketing online hàng đầu Việt Nam, và cũng là một CEO. Và hiện nay thì tôi đang cũng điều hành kinh doanh của một tập đoàn rất lớn với doanh thu hàng trăm tỷ một năm. Cho nên tôi dám tự tin nói với các bạn rằng là tôi dám nói tự tin với các bạn là từ kinh nghiệm, từ lý thuyết, kinh nghiệm từ thực tế, rồi thì học vấn, rồi thì với vai trò là nhà tuyển dụng, với vai trò là người lao động, tôi đều đã trải qua. Những cái lời khuyên của tôi với các bạn, tôi rất là thật lòng để giúp cho các bạn có được việc làm tốt, để giúp cho tìm việc có được những cái hồ sơ tốt, để giúp cho tìm việc có được những cái gọi là nhà tuyển dụng tốt, để chúng ta cùng nhau phát triển nhá. Nếu như các bạn mà thấy đang 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 xem video này, các bạn share cho tôi, chia sẻ cho tôi, thay vì xem mấy em ca nhạc hay là xem cái gì 1 triệu like hay là Binz rapper Binz những cái đấy, thì dành cho tôi một vài like cái video này và share cái video này để chúng ta cùng nhau học hỏi. Tại vì sao? Âm nhạc là rất quan trọng trong đời sống, nhưng mà cơm áo gạo tiền còn quan trọng hơn. Một người không có tiền, vỡ nợ, không có việc làm thì chắc chẳng có thứ âm nhạc nào có thể du được cảm xúc của anh ta, đúng không? Rồi, tiếp tục. Vẫn câu hỏi của bạn Thảo về cái việc là phỏng vấn, đúng không? Thì tôi đã trình bày đến cái phần là mình phong thái như thế nào, mình đi vào mình trả lời như thế nào. Đấy, khi mình trả lời thì mình cứ trả lời trực tiếp thôi, trả lời thẳng thắn thôi. Trên hết nó vẫn là sự thật, mình đừng có nói dối nhà tuyển dụng. Đặc biệt là những câu hỏi về người yêu cũ, đúng không? Ví dụ như công ty cũ, sếp cũ, thì luôn luôn tìm cách là khen, luôn luôn tìm cách này nói về những điểm tốt. Những điểm xấu thì mình sẽ nói về theo cách là đấy là bất khả kháng. Nhà tuyển dụng bao giờ cũng hỏi là thế tại sao em nghỉ công ty X mà em vừa làm, anh thấy công ty X đấy rất là tốt mà. Dạ thưa anh, là nhà em, anh biết rồi, cái văn phòng công ty X này nó ở tại sao Hỏa đúng không? Nhà em thì ở trái đất. Thế bây giờ từ trái đất đi lên sao Hỏa thì nó rất là xa. Thế mà em thì thân gái dặm trường đúng không? Không đi làm xa, người yêu em không cho đi làm. Thế thì em phải muốn tìm một công việc khác nó gần nhà hơn để em đi làm nó tiện hơn. Đường xá bây giờ nó rất là tắc, rồi nó nguy cơ tai nạn. Em thấy công ty mình gần nhà em thì em sẽ rất là thích làm và em sẽ đi làm sớm, em về muộn được, em cống hiến được, em yên tâm lắm. Em tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại, em yên tâm lắm. Úi dồi ôi, nhà tuyển dụng nghe xong yêu luôn. Vì sao? Gần nhà nó đi sớm về muộn được, mình tận dụng được nó, tuyệt vời. Xong đấy, biến cái bất lợi thế thành một cái ưu điểm. Hay là hỏi về mức lương, hay hỏi mức lương công ty cũ em bao nhiêu. Em bảo dạ, mình cứ nói thật, mình chẳng phải nói dối. Dạ thưa anh, là mức lương công ty cũ thì em đang nhận được là 10 triệu đấy. Nhưng mà cũng nói thật với anh là bây giờ thì Covid như thế này thì em cũng sẵn sàng là có thể đi làm với mức lương thử việc là 8 triệu. Nhưng mà em kỳ vọng là sau 1 tháng thử việc anh đánh giá em tốt thì anh có thể nâng lương lên cho em hoặc công ty nâng lương lên cho em. Và quan điểm của em là cái gì thế thôi. Công ty mà làm ăn được thì bọn em cũng mong muốn có lương cao. Và em sẽ cống hiến, em sẽ gắn bó, em sẽ dốc hết sức. Tốt quá, làm luôn, chơi luôn. Đúng không? Đấy là những cái cách mình trả lời, cứ là trên hết là sự thật thà, sự tôn trọng, sự khéo léo, và mình thể hiện là mình là một người thông minh, nhiệt huyết, có sự tin cậy, nên là mình sẽ thành công, đúng không? Rồi, các bạn có câu hỏi nào hay là trong cái quá trình tôi vừa trao đổi các bạn có ý kiến gì không? Các bạn có cái ý kiến gì không? Mọi người, bạn Hiệp này, bạn Thảo này, bạn Mơ này, bạn Thanh này. Còn bạn nào nữa không? Các bạn nào có câu hỏi gì về cái phần tôi vừa live stream không?
Xin mời một câu hỏi nữa. Một câu hỏi nữa của các bạn, tôi sẽ trả lời tiếp. À, sau đó thì buổi hôm nay chúng ta có thể nghỉ. Hy vọng buổi sau chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt hơn. Vâng. Vâng. Quế Anh. Anh ơi có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhà tuyển dụng cảm thấy ấn tượng với mình không? Rồi. Minh Đức, công ty anh đang tuyển sale đúng không? Làm thế nào để điêu lương mong muốn? Ôi giời, hay quá. Đấy. Mọi người bắt đầu tương tác nhiều hơn. À, tôi xin nhấn mạnh lại này. Cái series livestream này này là tôi với lại công ty tôi là trang web mà tìmviec.com.vn sẽ làm rất nhiều buổi với mục đích là giúp cho những người lao động đang bị thất nghiệp hoặc là chưa tìm được việc làm phù hợp thì tìm được việc làm, có được công ăn việc làm, có được thu nhập tốt, nâng cao được mức thu nhập. Tôi dám đảm bảo với các bạn, thứ nhất là cái trang web của chúng tôi, trang tìmviec.com.vn có đầy đủ tất cả các ngành nghề, rồi hồ sơ rất là chuẩn mực và mức cái lương thưởng là chính xác vì chúng tôi kiểm chứng cái thông tin của nhà tuyển dụng trước khi họ đăng, chứ không phải chúng tôi đăng lên tào lao để có hồ sơ cho các bạn. Đấy. Thứ hai là chúng tôi sẽ có trách nhiệm là giúp các bạn có được công việc đấy bằng cách là chúng tôi sẽ đào tạo. Chúng tôi sẽ thuê các chuyên gia đào tạo trực tiếp, như hôm nay thầy Phan Anh đào tạo cho các bạn là chuyên gia rồi nha. Thầy Phan Anh là giảng viên doanh nhân đúng không ạ? Giảng viên đại học xịn sò luôn. Đấy, năm bằng đại học không phải đùa. Không phải đùa, tôi nói nghiêm túc. Làm giám đốc một công ty lớn doanh số hàng trăm tỷ nha. Thì có bạn là Minh Đức có hỏi là bên bên tôi đang tuyển sale đúng không? Có nha, có. Bạn có thể thông qua trang tìmviec.com.vn để tìm việc trên công ty tôi, hoặc là hỏi cái buổi inbox cho fanpage, hỏi là bên công ty của anh Phan Anh, được chưa? Vâng. Ok. Tiếp tục này. Bạn từ từ nhá, đang có nhiều câu hỏi hay quá nên tôi sẽ trả lời từ từ một. Bạn Nga Đoàn có hỏi là em mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm CV được ấn tượng đúng không? Thì bạn Nga ơi, cái phần này tôi đã nói rồi, cho nên tôi sẽ nói tóm tắt lại nhá. Việc đầu tiên, bước đầu tiên là các bạn vào trang tìm việc.com.vn của chúng tôi. Các bạn khởi tạo một cái CV. Các bạn khởi tạo một cái CV. Trên này của chúng tôi có rất nhiều mẫu CV đẹp. Có rất nhiều mẫu CV đẹp template nha. Đấy là mẫu thứ hai. Là các bạn cũng không nên phụ thuộc vào cái mẫu CV. Các bạn có thể sáng tạo. Các bạn có thể sáng tạo, có thể làm CV bằng bản Word, bằng PowerPoint, bằng Excel. Rồi thì thậm chí là web, website ấy, là blog cá nhân. Đấy, hoặc là video CV. À, các bạn quay một cái video các bạn nói. Đấy, các bạn ném lên kênh YouTube xong các bạn gửi cho người ta. À, các bạn có thể bắn bằng 7-8 thứ tiếng. Bắn bằng 7-8 thứ tiếng cái câu xin chào đúng không? Xin chào các anh chị và các bạn, thế tôi là Phan Anh. My name is Nguyễn Phan Anh. Đấy, xong rồi tiếng Pháp này, rồi bonjour madame cái gì đấy đúng không? Tiếng Nhật thì các bạn cái gì đấy, hay là rồi thì cô đưa mông tươi xoa cái gì đấy. Nói vui thế, tức là chúng ta có thể tạo ra những cái sự ấn tượng bằng cách sáng tạo cái loại hình tiếng Anh, nó gọi là format, tức là cái định dạng làm CV. Nếu như các bạn lười, các bạn không biết làm thì trang tìm việc.com.vn có rất nhiều mẫu CV đẹp và các bạn áp luôn cho nhà tuyển dụng là xong. Thế còn nếu các bạn mà lại phải chơi hàng thửa, hàng riêng, chất, đẳng cấp thì các bạn làm như tôi nói là làm CV thêm. Vẫn có trên trang online như này nhưng mình có những cái CV ngoài. Ok, hiểu ý tôi chưa? Và quan trọng nhất là các bạn phải thường xuyên cập nhật đấy, và cách mà các bạn thể hiện cái kinh nghiệm của mình. Ví dụ như các bạn làm công ty X thì các bạn được làm việc gì, các bạn được học như thế nào, các bạn đã có đạt được thành tựu gì, có được bao nhiêu khách hàng, các bạn đã giúp công ty tăng trưởng doanh số bao nhiêu, vì sao các bạn nghỉ, người liên hệ, số điện thoại của website vân vân của cái công ty X đấy. Các bạn mô tả giá trị của các bạn đem lại cho cái công ty X là sẽ rất là ổn à, nha. Sau đó thì các bạn có thể là gì? À, thể hiện rằng là mình rất là mong muốn, mình rất là muốn đi làm, mình muốn chuyên nghiệp, mình
là một người đáng tin cậy, mình sẽ đảm bảo được cái việc đó, lời nói đi đôi với hành động, và mình là người tuân thủ về đạo đức kinh doanh, vân vân và mây mây như thế nhá. Ok. Rồi. Bạn là Phạm Thu Trang có hỏi là làm thế nào để đi lương mình mong muốn. Câu này rất hay. Tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này cho các bạn. Câu này rất hay. Thông thường thì các bạn ứng viên thì bao giờ cũng là cửa dưới, còn nhà tuyển dụng là cửa trên. Đây, nhà tuyển dụng đây, ứng viên đây. Đấy. Thế thì khi mà các bạn đi lương ấy, thỏa thuận lương với nhà tuyển dụng thì mình đã cửa dưới rồi thì mình rất là khó thỏa thuận. Thì cái điều quan trọng ấy, các bạn phải làm nào để mình ngang hàng với nhà tuyển dụng nhá. Còn nếu mình vẫn tiếp tục cửa dưới với cửa trên, mình không bao giờ có cửa, mình phải ngang hàng với nhà tuyển dụng. Làm nào để ngang hàng? Thì thứ nhất, muốn đi lương, thứ nhất phải biết rằng công ty này là công ty lớn hay nhỏ. Công ty nhỏ các bạn đòi lương cao không bao giờ có nhá, dù tôi rất muốn nhưng tôi vẫn phải lắc. Nhà nghèo mà đòi ăn tôm hùm khó lắm, nhà nghèo mà đòi ăn gọi là cua hoàng đế quá khó, đúng không? Quá khó luôn. Rồi mình phải biết công ty đấy là ai, đến công ty đấy là tập đoàn lương thưởng như thế nào, mình phải biết, mình tìm cách mình khai phá. Thứ hai là mình phải biết là mặt bằng lương cho vị trí đó, mặt bằng lương cho vị trí đó, ví dụ nhân viên kinh doanh, riêng đã cái vị trí gọi là nhân viên kinh doanh thì lương của nó loanh quanh chỗ 5, chỗ 7, chỗ 8, chỗ 10, chỗ 12, chỗ 15. Nếu như bạn đòi 30, điều đấy là không tưởng. Ý tôi muốn nói là gì? Ý tôi muốn nói là chúng ta phải có mức bình quân chung của thị trường nhá, mức bình quân chung của thị trường. Mức bình quân chung của thị trường là thế nào? Rồi, tôi sẽ trả lời tiếp cho các bạn. Và ok. Em đi phỏng vấn nhiều mà tạch gần hết, thế thì rõ ràng là bạn bạn Phương rõ ràng là bạn làm chưa tốt, bạn làm chưa tốt. Thực sự đấy là lỗi của bạn, không phải lỗi của nhà tuyển dụng nhá. Lỗi của bạn. Tôi đang trả lời câu hỏi của bạn Trang là về phần đi lương. Đấy, tiếp tục này. Mình phải biết được mặt bằng chung của xã hội nhá. Ví dụ như bây giờ vị trí giám đốc kinh doanh lương phải 30 triệu thì nó mới là giám đốc. Đấy, hay là tập đoàn này làm ăn lớn mình phải cần lương 70 triệu. Giám đốc kinh doanh của một chuỗi thời trang khoảng 50 cửa hàng lương phải 100. Lương phải 100 kể cả Covid thì phải 70. Lương giám đốc một kinh doanh của một chuỗi 50 cửa hàng, 70 cửa hàng không bao giờ có lương 30 triệu. Mình phải biết thì mình mới đi được. Mình không biết mình đi làm sao được, đúng không hả Trang? Đấy, tiếp tục là trong đầu mình khi đi làm, mình đi phỏng vấn mình phải biết là chỗ này lương như thế này mình mới làm, thì mình đi lương như thế nào, bao giờ cũng sẽ có câu hỏi về lương. Thế anh hỏi Trang nhé, nếu mà Trang đi làm ở công ty anh thì Trang muốn lương bao nhiêu? Rồi thế Trang sẽ nói là em muốn lương 10 triệu. Câu câu trả lời đấy là không tốt. Câu trả lời đấy là không tốt. Trang sẽ phải trả lời như này: dạ thưa anh, làm ở công ty cũ em đang làm, công việc của em là nhân viên kinh doanh, hoặc là công việc của em là nhân viên văn phòng, hay là công việc của em là trợ lý của tổng giám đốc. Công việc của em hàng ngày là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em đã làm như này, em đã giúp giám đốc của em như này, em đã giúp công ty tăng trưởng như này, em đã có bao nhiêu khách hàng như này. Đấy. Với mong muốn như vậy, em muốn đề xuất lương là 15 triệu một tháng. Và em tin tưởng rằng nếu công ty đồng ý với mức lương này thì công ty sẽ không thiệt hại. Bởi vì em sẽ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đi bán hàng, mình đi tuyển dụng, thực chất là mình đang đi bán hàng. Mình bán cái gì? Mình bán con người mình bán cái kỹ năng lao động của mình bán cái hình ảnh của mình bán cái sức lao động của mình.
Tất nhiên không phải giống như là cái mấy chàng trai 18 mấy chàng trai mà 6 múi PT thể hình bán 18 triệu, hay là mấy em hoa hậu bán 30.000 đô. Chúng ta không bán cách đó, mà chúng ta bán bằng giá trị lao động, chúng ta bán bằng đạo đức, chúng ta bán bằng kỹ năng nghề nghiệp. Thế còn nếu mà chúng ta muốn kiếm tiền nhanh thì chúng ta đi tập gym để bán 18 triệu, đúng không? Hoặc là chúng ta đi thi đến cái hoa hậu, chúng ta bán 30.000. Ok. Thế câu chuyện là gì? Đấy, câu chuyện mình muốn đi được lương với nhà tuyển dụng thì mình phải làm được điều như tôi vừa nói. Nhà tuyển dụng là ai? Họ có thể trả bao nhiêu? Thứ hai là mức bình quân xã hội đang trả, các công ty đang trả là bao nhiêu? Thứ ba, em muốn bao nhiêu? Và em muốn số đấy em sẽ bảo vệ nó bằng cách nào? Giống như em bán một cái sản phẩm, bây giờ em đưa cho thầy một cái điện thoại Oppo. Em bảo cái điện thoại Oppo này em bán thầy 30 triệu. Thầy bảo là vớ vẩn, cái này á, 3 triệu. Thế nhưng mà em đưa cho thầy một con iPhone, đúng không? 11 Pro Max bản 512GB, màu xanh mới, đúng không? Em bảo em vừa xách tay bên Mỹ về, con này 33 triệu, em bán thầy 30 triệu. Em lấy chỗ đi lại với thầy, tặng thầy 3 triệu. Ô thầy thấy là con này hay, nói chuyện quá hợp lý, yêu luôn. Đấy, thấy chưa? Em thấy không? Nó phải là cái sự tương tác, nó phải là phải nhận định về giá trị. Mình đang đi bán bản thân mình đi bán hình ảnh của mình, bán kỹ năng của mình. Thì mình phải cho người ta thấy giá trị và kỹ năng của mình. Cho người ta thấy có niềm tin, cho người ta thấy là mình là một người sẽ làm được việc. Mình có cam kết mạnh mẽ. Và nếu cam kết không đạt được, mình sẵn sàng không nhận lương, không nhận thưởng, thì em không bao giờ em thua được nha. Trang nha. Cao viết phương. Em đi phỏng vấn nhiều mà vẫn tạch gần hết. Đấy, thế nên em phỏng vấn như thế là chưa tốt, em chưa chuẩn bị tốt đâu Phương ạ. Em hay bị tâm lý. Cái tâm lý này thì bình thường thôi, em có thể học cách là đứng trước gương. Phương nhé, có bạn là Ngô Hiền Phương, có một bạn là Cao Việt Phương. Bạn Ngô Hiền Phương thì đấy là tâm lý đứng trước gương, em có thể tập luyện. Nó chỉ là một cái cuộc hội thoại thôi mà, conversation thôi mà, có cái gì đâu, đúng không? Em không ăn cắp, em không ăn trộm, em không làm gì xấu, em chỉ là đi phỏng vấn tìm việc. Công ty cần em cần công ty, hai bên cần nhau, thế có gì phải sợ. Hiểu, tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, tìm hiểu kỹ về vị trí công việc, kỹ năng công việc mình đang có, và chuẩn bị những cái câu hỏi. Ok, mình sẽ làm được Phương à. Rồi. Còn 7 phút nữa là hết 1 tiếng rưỡi nha. Tôi sẽ trả lời một câu hỏi cuối cùng. Đúng 1 tiếng rưỡi thì tôi sẽ nghỉ. Bây giờ cũng là 9 rưỡi rồi. Tôi livestream từ lúc 8 giờ nha. Xin mời một câu hỏi cuối cùng cho các bạn. Và các bạn lưu ý là buổi hôm sau thì chúng tôi sẽ thông báo trước là tôi sẽ có chương trình đào tạo cho các bạn, livestream cho các bạn thêm. Đấy, để giúp các bạn có được cái hiệu quả về tìm việc, việc làm và tăng lương, tăng thưởng. Vâng. Còn ai có câu hỏi không ạ? Bạn Hà Nguyễn, thầy nói quá chuẩn rồi, cảm ơn bạn. Hà Linh Nguyễn. Bạn nào có thể có câu hỏi không ạ? Các câu hỏi hết mất rồi. Tâm lý run thì thực ra cái tâm lý mà run ấy thì nó dễ lắm, nó rất là dễ nhá. Em cứ chuẩn bị về trang phục tốt, chuẩn bị các câu hỏi trước, trên mạng nó có rất nhiều các câu hỏi trước, mình ngồi mình tập cũng giống như là mình đi thi thôi. Đấy. Và thậm chí là em có thể đi phỏng vấn nhiều để lấy cái kinh nghiệm. Ví dụ như là lúc sinh viên em chưa đi làm, em cứ đi phỏng vấn, em cứ đi phỏng vấn. Ngày trước mình đi phỏng vấn lúc mà mình cách đây khoảng 10 năm.
mình đi phỏng vấn một công ty của nước ngoài, họ có những cái hình thức phỏng vấn cũng rất là kinh dị, phải dùng từ là kinh dị ấy. Tức là họ phỏng vấn tập thể, họ phỏng vấn ba bốn vòng liền, họ phỏng vấn tập thể. Vòng đầu là tức là cho mọi người ngồi, mọi người tự nói chuyện, xong rồi thường những người mà có tâm lý e ngại e dè là sẽ ăn đòn ngay. Phỏng vấn tập thể là 50 người vào ngồi đấy, họ bắt đầu ngồi nói chuyện. Thế sau này mỗi người đứng lên giới thiệu về bản thân trong 1-2 phút, cách giới thiệu, lời ăn tiếng nói, động tác phong các thứ là họ chấm điểm. Sau đó họ loại tiếp 20 người ra còn 30 người, 30 người để tiếp là bắt đầu vào phòng thi. Đấy, thi xong họ loại tiếp còn 10 người, đúng không? Đấy. Đấy, còn 10 người bắt đầu họ phỏng vấn 21, phỏng vấn 21 tức là hai người tuyển dụng phỏng vấn một người ứng viên. Đấy, phỏng vấn 21 xong bắt đầu họ sẽ loại ra còn 5 ứng viên chất nhất và phỏng vấn đến vòng cuối cùng là phỏng vấn 11 là trực tiếp tổng giám đốc của người nước ngoài họ phỏng vấn. Hồi đó cách đây 10 năm tôi đi phỏng vấn một cái công ty của tôi không nhớ, hình như là của Mỹ, nó là một công ty chuyên về dịch vụ. Lúc đó họ tuyển năm 10 năm trước họ tuyển mức lương đấy nó rơi vào khoảng tầm 1.200 đến 1.500, 1.200 đến 1.500 10 năm trước rồi. Thì tôi đã vào đến vòng cuối cùng đấy, nhưng mà tôi cũng từ chối cái công việc của họ và ngược lại thì họ cũng từ chối tôi. Đấy, tức là tôi cũng nói luôn là với mức lương như thế thì tôi cũng không làm và tôi đi phỏng vấn cho nó vui thôi để xem là cái giá trị mà các doanh nghiệp người ta có nhận được từ tôi hay không. Đấy, thì thực tế là tôi đã vào đến vòng cuối cùng. Đấy, vòng chỉ có 3 người trên một cái 50 người, và kể cả vào đến vòng sau là phỏng vấn với người nước ngoài là phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tất nhiên tiếng Anh của tôi khi đó thì cũng không quá tốt nhưng mà cũng có thể nói được, giao tiếp được một cách cơ bản. Bây giờ thì tự tin hơn một chút, nhưng mà tại vì ở Việt Nam nhiều mà không sử dụng mấy nên là cũng không ăn thua. Nên đừng sợ, chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm nhưng mà quan trọng nhất là các bạn phải đặt câu hỏi. Các bạn mà không đặt câu hỏi thì tôi không thể biết được. Ok. Rồi, hỏi thêm phát nữa. Đây đang có câu hỏi. Có câu hỏi mới rồi. Cái này là nó cái comment của livestream nó đang có vấn đề. Phương Thảo, em làm việc lâu và muốn tăng lương thì làm sao cho khéo? À, cũng rất là hay. Ok. Thứ nhất như thế này, đây là một cái vấn đề mà cũng rất là đau đáu của người lao động. Mình đi làm 3 năm, 4 năm mình không được lên lương nha, thì mình sẽ hỏi thế này. Đầu tiên là mình sẽ sang phòng nhân sự hoặc là phòng hành chính tổng hợp, tùy vào công ty nó có cái tên là phòng gì, nhưng mà cứ liên quan đến nhân sự hoặc hành chính tổng hợp mình hỏi là thưa anh chị, là em muốn biết được là cái lộ trình tăng lương của công ty mình, của doanh nghiệp mình hay của đơn vị mình là như thế nào. Thông thường những công ty lớn là họ có bộ phận nhân sự chuyên nghiệp là họ sẽ có lộ trình tăng lương, họ có lộ trình tăng lương và lương sẽ có thể tăng theo mấy cái cách như nhau. Thứ nhất, lương sẽ tăng theo cái vị trí công việc. Ví dụ em là nhân viên 3 năm rồi em vẫn là nhân viên, 5 năm rồi em vẫn là nhân viên thì em sẽ không thể tăng lương theo kiểu nhảy cóc ngay được. Thế nhưng mà bây giờ 2 năm đầu em là nhân viên, năm sau em lên trưởng phòng thì nhân viên và trưởng phòng là cách nhau vài triệu rồi. Đấy, hoặc là trưởng phòng lên giám đốc là cách nhau vài triệu nữa rồi. Như vậy nhân viên lên giám đốc là cách nhau chục triệu rồi. Được chưa? Thế bây giờ em không nhảy được vị trí thì điều đầu tiên là em cần phải chứng minh rằng là tôi có khả năng nhận cái công việc đấy. Khi cơ hội đến, mình đừng có ngại, mình đừng có ngại. Bây giờ có rất nhiều nhân sự của tôi bảo là anh muốn giao cho em làm trưởng nhóm, anh muốn giao cho em làm trưởng phòng là dạ cắn tay thế này, dạ thưa anh là em vẫn còn non trẻ, em vẫn chưa đủ tự tin anh ơi, thế này thế kia. Người ta trao em cơ hội cơ mà. Cái cách mà em phải tư duy đấy là cái cách mà em phải tư duy đấy là gì? Là ok, công việc này đúng không? Em sẽ nhận công việc này.
nhưng anh cần cho em 1 tháng để em đi học việc, em đi học thêm ở bên ngoài, em có thể bỏ tiền ra đi học, em có thể tối em đến nhà sư phụ, em đến nhà thầy em, anh đến là anh em, chị em, chị họ em là kế toán trưởng công ty tập đoàn ABC, anh họ em là giám đốc kinh doanh của tập đoàn XYZ, em sẽ đến đây em học, em hỏi. Em sẽ đi học ở trung tâm XYZ, em sẽ đi học ở lớp của thầy Phan Anh, em sẽ tham gia cái lớp training của tìmvietc.com.vn, em sẽ xem livestream vân vân mây mây. Em có rất nhiều cách để em đạt được cái việc đấy. Nhưng đừng lựa chọn cách từ chối. Nhá. Đừng lựa chọn cách từ chối mà mình phải lựa chọn là ok. Cơ hội sẽ chỉ đến khi bạn có sự sẵn sàng, hãy nhớ điều đấy. Bạn Phương Thảo nhá. Cơ hội sẽ chỉ đến khi bạn có sự sẵn sàng. Bây giờ tôi trao cơ hội cho bạn nhưng mà bạn đã sẵn sàng đâu? Đúng không? Rồi, thứ hai nữa tiếp theo này là bạn vẫn là nhân viên, bạn vẫn giữ vị trí đấy trong rất nhiều năm. Công ty không đoái hoài gì đến bạn tăng lương đúng không? Bạn hỏi có lộ trình không? Đấy, sau đó bạn bắt đầu bạn mới đề xuất với trưởng bộ phận của mình. Trưởng bộ phận của mình ví dụ như là em làm kinh doanh thì sẽ có giám đốc kinh doanh, em làm marketing sẽ có giám đốc marketing. Hoặc là em sẽ làm việc với giám đốc nhân sự, hoặc là em làm việc với sếp của em. Và em muốn xin anh chị là 15 phút trao đổi. Em có một cái chuyện là nó cũng rất là tế nhị. Vâng, tế nhị. Thì em xin phép trao đổi. Thì bắt đầu em mới trình bày, em có thư, em in một cái thư ra. Em viết nha, đánh máy. Em đánh máy. Em sẽ em gửi một cái thư. Một cái thư đấy kèm sau minh chứng. Tại vì em bán hàng mà, hãy nhớ rằng là chúng ta bán hàng. Mọi người vẫn đang nghĩ rằng là chúng ta đi làm nhưng thực chất là chúng ta đang bán hàng. Chúng ta bán hình ảnh, chúng ta bán kỹ năng, chúng ta bán sức lao động, chúng ta bán thời gian. Đúng không ạ? Chúng ta bán giá trị của chúng ta. Thế thì cái sản phẩm chúng ta bán đấy nó phải có giá. Chúng ta không biết làm cho giá tốt hơn, chúng ta không biết thay đổi bao bì, giao diện, mẫu mã. iPhone nó đang từ một cái iPhone nó đang từ một cái camera nó lên 2, 2 nó lên 3, chuẩn bị nó lên 4. Xong rồi sắp sửa nó sẽ lên dày kín cả cái màn hình này luôn. Để làm gì? Để nó bán hàng. Thế bây giờ mình chẳng có gì thay đổi cả, mình vẫn có một cái camera, mình cứ bán mãi làm sao người ta mua được. Hiểu vấn đề chưa? Đấy, các bạn phải có tư duy như thế nha. Mình làm một cái thư đề nghị tăng lương. Những cái thư đề nghị tăng lương đấy, mình kèm theo rất nhiều minh chứng. Quan trọng nhất là mình phải kèm theo minh chứng. Minh chứng là thế nào? À, đấy, trình bày ra, lộ trình này. À, năm 2000 hồi ấy tôi đã được vào công ty đúng không? À, khi bắt đầu vào tôi là còn là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường vẫn còn non nớt đúng không? Nhưng mà sau 10 năm lăn lộn thương trường tôi đã trở thành một cao thủ hàng đầu. Doanh số tôi đem về cho công ty trước đây chỉ có từng này, nhưng bây giờ tôi đang phụ trách 60 khách hàng. 60 khách hàng của tôi đang đem về doanh số là 100 tỷ. À, và chiếm đến 40% doanh thu của tập đoàn đúng không ạ? Hay là tôi đang phụ trách 30 khách hàng và 30 khách hàng này của tôi đang đem về doanh số 50 tỷ. À, 50 tỷ chiếm đến 70% doanh thu của khách hàng. À, tôi nghĩ rằng là với những cái cống hiến, những cái giá trị, những cái gì tôi đang đem về thì với mức lương 10 triệu thì tôi thấy rằng là nó chưa thực sự thỏa đáng. À, tôi viết cái email này, tôi viết cái đơn này là tôi rất muốn được có một cái buổi thảo luận. À, xin ý kiến là tôi thực sự là mong muốn là gắn bó với công ty lâu dài. Thế nhưng mà bây giờ gắn bó mà với mức lương này thì tôi không thực sự an tâm khi làm việc. Đấy, em thấy không? Em dùng những cái từ nó rất là đắt. Em muốn gắn bó này, em muốn lâu dài này. Thế nhưng em cảm thấy không an tâm này, đúng không ạ? Bây giờ tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, đúng không ạ? Chồng ốm, con đau, rồi thì gia cảnh thì cũng có những cái khó khăn. 10 năm trước tôi là cô sinh viên, tôi có thể chắt chiu cái cuộc sống của tôi như thế, nhưng bây giờ 10 năm sau giá cả vật giá tăng lên, tôi cũng có một chồng, 2 đứa con và một cơ số gấu nữa, đúng không? Thì tôi sẽ cần phải phải tiêu pha, tôi sẽ đấy tất cả những cái thứ đấy để giải thích cho việc rằng là à ông chủ ơi, doanh nghiệp ơi, với mức lương 10 triệu như vậy, với cái cống hiến của tôi như vậy thì tôi thấy rằng là các bạn nên xem xét. Rồi. Sau đó em sẽ đưa ra kịch bản con số em mong muốn. À, tôi muốn mức lương là 15 triệu. Để đạt được mức lương này thì tôi sẽ làm được những việc này như này. Tôi sẽ cam kết như này như này. Người ta chơi ngay. Hay là tôi muốn 20 triệu.
để đạt được 20 triệu tôi sẽ làm như này như này như này, tôi sẽ đi sớm về muộn khuya như thế này như này, tôi sẽ làm tăng thêm 30 khách hàng nữa, tôi sẽ tăng thêm doanh số 70%, tôi sẽ tuyển dụng lao động, tôi sẽ đào tạo, tôi sẽ tôi hứa, tôi thề tôi đảm bảo, đúng không? Tất cả những cái như vậy sẽ giúp cho các bạn tăng lương. Nhưng mà trên hết là gì, mình đấy là mình thỏa thuận đấy. Còn mình cũng sẽ tính luôn là có sẽ hai kịch bản nó sẽ xảy ra, một là mình đưa ra yêu cầu và họ đáp ứng, thứ hai nữa là nếu mà họ không đáp ứng thì mình phải có tính là họ không đáp ứng, một là mình vẫn ở lại làm việc vui vẻ, hai là mình nếu họ không đáp ứng thì mình lại lên tìm việc.com.vn để mình tìm việc khác, mức lương 12 15 triệu. Ôi giời, đúng không? Đấy thì mình phải có sự chuẩn bị. Khi mình làm là mình phải có sự chuẩn bị và phải có các kịch bản nhá. Nhưng mà nếu mà Thảo mà làm theo ý của anh Phan Anh hay của thầy vừa vừa nói thì mình nghĩ là sẽ ok thôi. Đấy, kiểu gì cũng ok thôi, không không có vấn đề gì cả nhá. Là sẽ tăng được, đúng không? Sẽ tăng được. À, rồi. Phương Thảo, cảm ơn anh đã chia sẻ bí kíp, sắp tới sẽ rất mong được tăng lương. Mình làm mình có giá trị thì mình sẽ nhận được cái giá trị xứng đáng. Đôi khi doanh nghiệp khó khăn thì mình phải chia sẻ, ví dụ Covid tầm này thì các em đừng nên đòi tăng lương. Thực sự tầm này các em đừng nên đòi tăng lương. Tăng lương tầm này là em không hề thấu hiểu doanh nghiệp. Đấy. Mình có thể chịu thêm 3 tháng, 6 tháng nữa. Nó tốt hơn mình sẽ xin tăng. Còn tầm này thì mình đừng xin tăng. Còn mình nói với các bạn nghe này, làm nhà nước ấy, làm nhà nước như bọn mình làm nhà nước ấy là 3 năm mới tăng lương một lần. Tăng không chấm mấy, không chấm mấy nhân. Đấy, không chấm mấy thì nó chỉ tăng có mấy trăm nghìn. Không dễ như doanh nghiệp đâu. Đấy, nên chúng ta phải để ý nhá. Rồi. Rồi, hôm nay tạm dừng ở đây nhỉ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À, cũng giờ phút này cũng có đến vẫn còn đến 200 bạn đang xem. Đấy, thì cũng chứng tỏ là các bạn cũng rất là quan tâm. Thế thì buổi tiếp theo nha, buổi tiếp theo thì bên website tìmviec.com.vn chúng tôi cũng như là fanpage thì sẽ chia sẻ với các bạn cái lịch đó. Cũng sẽ chia sẻ sẵn nội dung. Rất mong là các bạn vào các bạn đặt các câu hỏi về nghề nghiệp, về sự phát triển nghề nghiệp, về cách kiếm tiền, cách bán hàng, về làm CV, về phỏng vấn, về phát triển sự nghiệp lâu dài, làm thế nào để kiếm được lương 5.000 đô một tháng. Có hầu như các bạn ở đây còn quá trẻ, nghĩ rằng mức lương 5.000 đô là ở đâu đó. Nhưng mà các bạn có kỹ năng, các bạn sẽ nhận được cái việc đấy nhá. Rồi, hôm nay thì rất là cảm ơn tìm việc.com.vn đã cho tôi cơ hội chia sẻ với các bạn. Tôi sẽ còn rất nhiều buổi như thế nữa. Chúng tôi sẽ thảo luận với nhau để lên cái chương trình tìm việc University cho các bạn, hoặc là tìm việc training cho các bạn nhé. Tôi nghĩ là với công nghệ trong tay của chúng tôi thì không có gì khó cả. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Các bạn thấy nếu mà các bạn xem cái video này, các bạn share nhé, các bạn chia sẻ để cho nhiều người khác xem được nữa hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.